Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 801, khách sộp. Nếu Dương San đã không có việc gì thì chúng ta đi. Vân Thanh cũng mở miệng nói, nàng thật sự không muốn cùng Hạ Thiên mướn phòng ở đây. Được. Hạ Thiên tất nhiên cầu còn không được, cuối cùng hắn có thể cùng chị Vân Thanh đi đền bù tổn thất tối qua. Khi thấy Hạ Thiên sảng khoái đáp ứng thì Vân Thanh cũng biết người này có ý gì, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Sắc lang này cả ngày chỉ nghĩ như vậy thôi sao? Không biết mệt mỏi à? Tôi muốn đi dạo chơi trong huyện thành. Vân Thanh không muốn mỗi ngày đều cùng Hạ Thiên rong ruổi trên giường, vì vậy nàng nói. Thị trấn rách dưới này có gì mà đi dạo? Hạ Thiên có chút không vui. Lúc còn nhỏ tôi cũng có thời gian ở đây, tôi muốn xem bây giờ có gì khác biệt. Vân Thanh tìm lý do, tất nhiên đây cũng là ý nghĩ thật sự của nàng. Trước đó nàng muốn quên đi những sự việc phát sinh ở đây, quên đi những ký ức khổ sở, nhưng bây giờ nàng phát hiện càng quên càng nhớ, có lẽ nàng nên đi đối diện với những ký ức này, đây là điều cần làm. Hạ Thiên dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải cùng Vân Thanh đi dạo cả buổi sáng, đi dạo quanh thị trấn một lần. Đến trưa Vân Thanh còn kéo Hạ Thiên vào một nhà hàng thịt bò Hồ Nam ăn cơm, gọi hai tô mì bò, cả hai ăn rất say sưa. Theo lời Vân Thanh thì quán ăn này mở ra hơn 20 mấy năm rồi, khi nàng mới 6 tuổi thì thường ăn bữa sáng ở đây, hơn nữa trước kia chỉ thường xuyên ăn sáng, hôm nay ăn cơm trưa ở đây lần đầu tiên. Nhưng sau khi ăn xong thì Vân Thanh cũng có chút buồn bực, vì nàng cảm thấy hương vị thức ăn bây giờ hình như có chút không giống so với ấn tượng của nàng. Buổi chiều Vân Thanh cuối cùng cũng không đi đạo thị trấn, nàng cùng Hạ Thiên quay về khách sạn, nhưng điều làm nàng cảm thấy bất ngờ chính là có người đang chờ bọn họ ở cổng khách sạn. Sao lại là anh? Khi thấy người này thì Hạ Thiên có chút kỳ quái, người này chẳng phải là Đàm Uy tự xưng là em họ của Vân Thanh sao? Cha bảo tôi đến nói cho chị biết, tốt nhất đừng quá thân cận Thạch Trường Canh, nếu không chị sẽ rước họa vào thân. Đàm Uy nhìn Vân Thanh, giọng điệu có chút lãnh đạm. Chuyện của tôi không cần các người quan tâm, tôi và Đàm gia các người không có chút liên hệ nào cả. Vân Thanh lạnh lùng nói, lúc này nàng cũng không nói đến chữ cút, có lẽ cũng vì tâm tính tốt hơn những ngày trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đừng nghĩ rằng tôi quan tâm đến chuyện của các người, nếu không phải ba ép tôi đến đây, tôi còn lâu mới đến. Đàm Uy rất tức giận. Tóm lại tôi đã nói rồi, chỉ có tin hay không cũng được. Nhưng tôi cũng chân thành khuyên chị, rất dễ đi nghe ngóng xem Thạch Trường Canh kia đã làm những gì trong vài năm qua, người này đã sớm không còn là tiểu cảnh sát năm xưa, cũng không phải đối xử với mẹ chị tốt như chị tưởng. Đàm Uy nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi, hắn không có tính toán dừng lại, rõ ràng hắn rất bất mãn với Vân Thanh. Khi Đàm Uy biến mất trong tầm mắt thì Vân Thanh mới tiến vào phòng, trên gương mặt xinh đẹp có thêm vài phần bất an, nàng ngồi trên mép giường mà không biết suy nghĩ về tận đâu. Chị Vân Thanh, chị làm sao vậy? Hạ Thiên đợi một lúc lâu, cuối cùng hắn không nhịn được phải hỏi một câu. Không có gì. Vân Thanh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, nàng cười miễn cưỡng với Hạ Thiên, sau đó chủ động nhào vào lòng hắn, đưa cặp môi đỏ lên. Màn đêm chậm rãi phủ xuống, một chiếc xe Rolls Royce chậm rãi chạy vào thị trấn Mộc Dương, trong một thị trấn nghèo khó vắng vẻ này cũng không thật sự xuất hiện những loại xe thế này, nhưng cũng may cũng có nhiều người không biết xe này. Hơn nữa bây giờ là buổi tối, vì vậy không có quá nhiều người chú ý. Chiếc Rolls Royce này cuối cùng dừng lại ở khách sạn Đông Thăng, điều này cũng là rất bình thường, dù sao khách sạn Đông Thăng cũng là tốt nhất ở Mộc Dương. Cửa sau xe mở ra, đầu xe có hai người thanh niên nhanh chóng bước xuống, bọn họ đều hơn 20, bộ dạng phong nhã, giày tây, khí chất trầm ổn, khí độ bất phàm. Bọn họ nhanh chóng đi ra sau xe, sau đó kéo cửa, một trái một phải có hai cô gái xinh đẹp chui ra. Các nàng cũng chỉ hơn 20, ăn mặc bó sát người, có chút gợi cảm. Cuối cùng còn có một cô gái đi ra, cô gái này mặc áo váy trắng, dung mạo hơn hẳn hai cô gái trước đó một bậc, nhưng cách ăn mặc lại không nóng bỏng như hai cô gái kia. Hai người đàn ông dẫn đường, người đẹp váy trắng đi giữa, hai cô gái ăn mặc gợi cảm đi theo sau, chỉ cần nhìn trận thế là biết cô gái váy trắng là hạch tâm. Năm người đi vào khách sạn, tiến vào quầy phục vụ, một người đàn ông mở miệng. Chúng tôi muốn tất cả các gian phòng ở tầng cao nhất. Nhân viên tiếp tân của khách sạn chợt ngây người, sau đó nàng nói. Thật xin lỗi, vài phòng trên tầng cao nhất đã có người ở. Để bọn họ trả phòng, chúng tôi đền bù tổn thất gấp đôi. Người đàn ông thản nhiên nói. Điều này, vậy anh chờ một chút.
Nhân viên tiếp tân cũng biết mình gặp phải đại gia, vì vậy quyết định đi xin chỉ thị của ông chủ. Tiền nhiều khi là vạn năng, vì vậy mà chưa đến 10 phút sau tất cả gian phòng ở tầng cao nhất của khách sạn Đông Thăng đều trống, 5 người kia đơn giản bao toàn bộ số phòng đó. Khi đăng ký thân phận thì nhân viên phục vụ khách sạn kinh ngạc phát hiện ra đám người này có 4 người cùng một họ. Hai người đàn ông tên là Tống Hùng và Tống Kiệt, hai người đẹp ăn mặc gợi cảm là Tống Lan và Tống Mai, người duy nhất không phải họ Tống chính là người đẹp váy trắng, là Ninh Khiết. 5 người này nhanh chóng lên lầu và tiến vào một gian phòng tốt nhất. Được rồi, các người nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta sẽ đi. Ninh Khiết nhìn 4 người rồi chậm rãi nói. Vâng, Ninh tiểu thư. 4 người cùng đáp lời, sau đó lập tức xoay người đi ra. Sau khi 4 người rời khỏi phòng thì Ninh Khiết lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Con đã đến chưa? Đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ lạnh lùng. Vâng, sư phụ, đã đến huyện Mộc Dương. Ninh Khiết trả lời. Rất tốt, sáng mai con phải đến Thanh Phong Sơn. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia chậm rãi nói. Đừng quên những gì ta dặn dò, nhất định phải làm tốt. Con biết. Ninh Khiết khẽ trả lời. Vậy ta chờ tin của con. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói một câu rồi cúp điện thoại. Ninh Khiết đặt điện thoại xuống, khoảnh khắc này nàng có chút xuất thần. Đúng lúc này ở một gian phòng khác, Hạ Thiên cũng nhận được điện thoại. Chồng, ngày mai em đến huyện Mộc Dương. Người điện thoại đến là Kiều Tiểu Kiều. Trước tiên anh giúp em đặt 2 phòng ở khách sạn Đông Thăng, em, Phượng Nhi và Hoàng Nhi sẽ đến. Được. Hạ Thiên đồng ý. Đúng rồi, chồng. Anh có thể liên lạc với Dương San không? Hôm nay em không thể liên lạc với cô ấy. Kiều Tiểu Kiều hỏi một câu. Chương 802, béo lên rất nhiều. Dương San sao? Hạ Thiên có chút mê hoặc, chẳng lẽ nhà đầu kia lại mất tích? Đúng vậy, chồng, anh thử liên lạc với cô ấy xem, nếu liên lạc không được thì cũng không sao, dù gì thì ngày mai em sẽ đến huyện Mộc Dương, đến lúc đó gặp mặt sau. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng nói. Được rồi. Để anh đi xem thế nào. Hạ Thiên đồng ý. Vì ngày mai sẽ gặp mặt nên Kiều Tiểu Kiều cũng không nhiều lời, nàng nhanh chóng cúp điện thoại. Chị Vân Thanh, nhà đầu Dương San kia lại không thấy đâu nữa rồi. Hạ Thiên nói với Vân Thanh. Sao không thấy? Vân Thanh cũng kinh ngạc. Để tôi hỏi chú Thạch. Tuy bây giờ là buổi tối nhưng Vân Thanh và Hạ Thiên cũng không đến ăn tối ở Thạch gia, cả hai ở lì trong khách sạn. Vân Thanh nhanh chóng điện thoại cho Thạch Trường Canh. Nghe nói Dương San lại mất tích thì hắn cũng rất kinh ngạc, hắn lập tức đồng ý cho người đi điều tra. Chú Thạch sẽ cho người đi điều tra, có lẽ sẽ nhanh có tin thôi. Vân Thanh cúp điện thoại rồi nói một câu với Hạ Thiên, sau đó nàng di chuyển chủ đề. Kiều Tiểu Kiều ngày mai sẽ đến sao? Thật ra Vân Thanh cũng thấy mình đã biết rồi còn cố hỏi dò, tuy thính lực của nàng không tốt như Hạ Thiên, nhưng khi hắn nhận điện thoại thì nàng luôn ở bên cạnh, vì vậy nàng nghe được một nửa nội dung cuộc điện thoại. Ít nhất nàng cũng biết rõ nội điêu điện thoại của Kiều Tiểu Kiều. Đúng vậy, ngày mai cô ấy sẽ đến đây. Hạ Thiên khẽ gật đầu, bộ dạng có chút vui sướng. Những ngày qua hắn cũng cảm thấy rất nhàm chán, điều duy nhất không nhàm chán chính là làm vài hoạt động vui vẻ với chị Vân Thanh. Cũng vì như vậy mà trên cơ bản mỗi ngày hắn đều kéo Vân Thanh lên giường hoạt động. Vân Thanh không hỏi lại, khi thấy Hạ Thiên vui sướng thì nàng mơ hồ có chút không thoải mái, nhưng từ sâu trong lòng nàng hiểu. Xem ra nàng kém quan trọng hơn Kiều Tiểu Kiều trong lòng Hạ Thiên, ít nhất thì thời gian quen biết cũng ngắn hơn. Chị Vân Thanh, chị đừng mất vui, tuy ngày mai Tiểu Kiều sẽ đến, nhưng tôi sẽ vẫn ở cùng chị. Hạ Thiên còn nói thêm, hắn có thể cảm giác được sự biến đổi tâm tính của Vân Thanh. Cậu không cần theo tôi, nên theo giúp Kiều Tiểu Kiều. Vân Thanh lại lắc đầu. Tôi sẽ đi cùng Thuần Thuần, đúng rồi, mỗi tối Thuần Thuần đều quấn lấy tôi yêu cầu dạy võ công. Hay đêm nay cậu dạy tôi chút võ công đi. Được. Hạ Thiên gật đầu, vợ muốn học võ công, bình thường hắn sẽ sẵn lòng chỉ dạy. Thạch Trường Canh lúc này lại điện thoại đến, hắn nói đã điều tra được Dương San đang ở đâu. Nhưng điều làm cho Vân Thanh và Hạ Thiên cảm thấy khó tưởng chính là Dương San đi đến Thanh Phong Sơn, mà nha đầu kia lại là đại sứ, nói là đi làm phim tuyên truyền. Thì ra sau khi Lâm Yên Nhi bị dọa đi thì Dương San trở thành lựa chọn duy nhất. Còn vì sao Kiều Tiểu Kiều không điện thoại được cho Dương San, điều này cũng rất dễ hiểu. Thanh Phong Sơn căn bản không có tín hiệu điện thoại, tất nhiên sẽ khó thể nào gọi thông. Sao có người ngu như vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực.
rõ ràng lại đi làm phim tuyên truyền, đúng là nha đầu cần ăn đòn, luôn đối nghịch với mình. Nếu sớm biết như vậy thì cứ để cho Lâm Yên Nhi đi làm phim, người khác thấy Lâm Yên Nhi quá xấu thì sẽ không đến Thanh Phong Sơn. Sao cậu không muốn người khác làm phim tuyên truyền cho Thanh Phong Sơn? Vân Thanh có chút kỳ quái. Vì tôi không muốn cho người ta biết về chỗ đó. Hạ Thiên Thành thật trả lời. Nhưng chỉ sợ bây giờ không làm phim thì người ta cũng biết. Vân Thanh dùng giọng dịu dàng khuyên bảo Hạ Thiên. Tôi thấy cậu đừng quan tâm đến chuyện này, cứ thuận theo tự nhiên là được. Hừ, tôi chẳng quan tâm, chị Vân Thanh, trước tiên tôi phải dạy võ cho chị cái đã. Hạ Thiên cuối cùng cũng quyết định không quan tâm đến chuyện của Dương San và vấn đề làm phim, dù hắn có quan tâm cũng chẳng có biện pháp, trừ khi bây giờ hắn chạy đến Thanh Phong Sơn, nhưng hắn lại không muốn đi vào lúc này. Cuối cùng tối hôm đó Hạ Thiên dùng vài giờ dạy Vân Thanh kỹ thuật đánh đấm, sau đó lại dùng thời gian nửa buổi tối để dạy nàng đánh nhau trên giường, mãi đến sáng sớm cả hai mới ôm nhau nằm ngủ. Mãi đến khi điện thoại ồn ào thì Hạ Thiên mới tỉnh giấc, khi hắn tỉnh thì thấy Vân Thanh không còn ở bên cạnh, mà người gọi điện thoại đến chính là Kiều Tiểu Kiều. Vợ, em đã đến chưa? Hạ Thiên vội vàng nhận điện thoại, hắn thuận miệng hỏi một câu. 10 phút nữa sẽ đến. Kiều Tiểu Kiều trả lời, sau đó nàng hỏi một câu. Chồng, bây giờ anh có ở khách sạn Đông Thăng không? À, anh sẽ đến ngay. Hạ Thiên lúc này mới nhớ mình chưa đặt phòng, vì vậy hắn cúp điện thoại, nhanh chóng mặc quần áo và chạy nhanh đến khách sạn Đông Thăng. Trên đường đi hắn cũng không quên điện thoại cho Vân Thanh, hắn biết Vân Thanh đến Thạch Gia, đang cùng em gái bảo bối. Này, cho tôi đặt 2 phòng. Hạ Thiên nhanh chóng đi vào khách sạn Đông Thăng. Hoan nghênh quý khách, á. Nhân viên phục vụ vô thức nói một câu, sau đó ngẩng đầu thấy Hạ Thiên thì duyên dáng kêu lên một tiếng. Là anh. Bây giờ dù là bảo vệ hay nhân viên phục vụ ở khách sạn Đông Thăng đều khắc sâu ấn tượng với Hạ Thiên, ai bảo người này mỗi lần đến khách sạn đều gây sự. Dù bộ dạng tầm thường nhưng ai cũng phải nhớ kỹ về hắn. Là tôi thì sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Tôi không thể đặt phòng sao? À, có thể, tất nhiên là có thể. Nhân viên phục vụ coi như xinh đẹp liên tục nói, sau đó nàng tranh thủ làm thủ tục đặt 2 gian phòng cho Hạ Thiên. Đợi đến khi giao phiếu thì nàng mới nhớ đến một vấn đề, nàng quên lấy tiền thế chấp. Hạ Thiên cầm lấy 2 phiếu phòng, hắn thật sự không đi lên lầu mà đi ra ngoài cổng khách sạn chờ đợi. Vài phút sau hắn đã thấy một chiếc Volvo quen thuộc chạy đến. Xe nhanh chóng dừng lại, Kiều Tiểu Kiều xuống xe trước tiên, sau đó nàng ngọt ngào nói với Hạ Thiên. Chồng! Hạ Thiên dùng ánh mắt chân thành nhìn Kiều Tiểu Kiều vài giây, sau đó hắn kéo nàng vào lòng, vẻ mặt thỏa mãn. Vợ, mấy ngày qua em mập lên rất nhiều. Này, đã đặt phòng chưa? Kiều Phượng Nhi lúc này đã xuống xe, nàng dùng giọng bất mãn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên không quan tâm đến Kiều Phượng Nhi, hắn chỉ ôm Kiều Tiểu Kiều đi vào bên trong. Vợ, phòng đã đặt sẵn, chúng ta lên. Nhân viên phục vụ do dự một lúc lâu cũng không dám chạy đến đòi tiền thế chấp của Hạ Thiên, khi thấy Hạ Thiên ôm một người đẹp tuyệt sắc và phía sau còn có 2 thiếu nữ gợi cảm, cô nhân viên không khỏi nhớ đến người đẹp trưởng thành vài ngày trước luôn theo bên cạnh Hạ Thiên. Khoảnh khắc này nàng thầm nghĩ, người này rốt cuộc lăng nhăng đến mức nào? Sao người đẹp ở bên cạnh lại nhiều như vậy? Chương 803, Thạch Trường Canh ăn cả hắc bạch. Hạ Thiên đặt phòng ở lầu 6, 4 người nhanh chóng tìm được phòng đi vào, cất kỹ hành lý, cuối cùng xem như xong xuôi. 2 gian phòng đối diện nhau, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi 1 gian, Kiều Tiểu Kiều tất nhiên cùng Hạ Thiên 1 gian. Đúng rồi, chồng, đã tìm được Dương San chưa? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Chưa, nhà đầu kia đến quay phim ở Thanh Phong Sơn rồi. Hạ Thiên lắc đầu nói. Thì ra là như vậy. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu, nàng cũng biết Thanh Phong Sơn thường không có tín hiệu điện thoại. À, làm em lo lắng có chuyện gì xảy ra, vì sao số điện thoại của Chủ tịch Mạnh cũng không liên lạc được. Vợ, Mạnh Tiến Tài kia thật sự xảy ra chuyện, hắn ta bị bắt. Hạ Thiên lập tức nói. Bị bắt sao? Kiều Tiểu Kiều ngây người. Chồng, anh biết có chuyện gì xảy ra không? Nghe nói bị người ta hãm hại, nói là nhận hối lộ. Nhà đầu Dương San kia cũng bị giam 1 buổi tối, tình hình cụ thể thì anh không biết, nhưng Thạch Trường Canh biết vài phần. Vợ, nếu em muốn biết thì anh có thể chờ chị Vân Thanh hỗ trợ. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vẻ mặt Kiều Tiểu Kiều có hơi biến đổi. Chồng, anh biết Thạch Trường Canh sao? Đúng vậy, người này rất quen thuộc với chị Vân Thanh,
hình như là chồng của mẹ chị Vân Thanh, đúng rồi, chị Vân Thanh còn có một người em, là con gái của Thạch Trường Canh. Hạ Thiên nói rõ chi tiết. Anh nói gì rối tinh rối mù vậy? Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh nói một câu. Cái gì là chồng của mẹ, cái gì là chị Vân Thanh, là ai? Thật ra không riêng gì Kiều Phượng Nhi nghe mà chóng mặt, ngay cả Kiều Tiểu Kiều cũng cảm thấy chóng mặt. Nàng suy nghĩ rồi nói. Chồng, anh nói rõ một chút, những ngày qua anh làm gì ở huyện Mộc Dương này? Hạ Thiên đơn giản nói rõ sự việc, thật ra những ngày qua hắn cũng chẳng làm gì nhiều, nhiều nhất là đi theo Vân Thanh lên giường đại chiến. Nhưng chuyện này tất nhiên hắn sẽ không kể cho Kiều Tiểu Kiều, còn chuyện quan hệ giữa Vân Thanh và Thạch Trường Canh thì hắn nói rất rõ ràng, những ngày qua hắn gặp mặt những ai cũng được nói rõ. Hoàng Nhi, cậu xem, mình nói đúng không, lưu manh này ở huyện Mộc Dương lâu như vậy mà không về, rõ ràng là đi lêu lổng với phụ nữ khác. Kiều Phượng Nhi nói với Kiều Hoàng Nhi. Kiều Hoàng Nhi chỉ cười cười mà không nói gì, trong lòng cũng thầm nghĩ, ngay cả vợ chính quy là Kiều Tiểu Thư mà còn chưa tức giận. Kiều Phượng Nhi tức giận làm gì? Người khác không biết sợ là sẽ coi rằng Kiều Phượng Nhi là vợ của Hạ Thiên. Không thể ngờ Chủ tịch Mạnh bị kỷ luật, điều này đúng là phiền phức. Kiều Tiểu Kiều cau mày. Vốn em định gặp anh ta nói chuyện, căn cứ vào điều tra của em thì Mạnh Tiến Tài này là một vị quan khá tốt, hơn nữa chuyện kêu gọi đầu tư là phần công tác anh ta được phân công quản lý, nếu bàn vấn đề với anh ấy thì rất thuận lợi. Vợ, Mạnh Tiến Tài kia không thể làm chủ được. Dù bàn với hắn cũng vô dụng, chúng ta trực tiếp đi tìm người có thể làm chủ là được. Hạ Thiên cũng có ý nghĩ của mình. Nếu nói theo lý thì người làm chủ sự việc lần này chính là bí thư huyện Mộc Dương, nhưng căn cứ vào điều tra của em thì tình hình huyện Mộc Dương cũng rất phức tạp. Huyện ủy bây giờ giống như không có nhiều quyền uy, hình như chủ tịch huyện rất có thực quyền, vì người này được lãnh đạo thành phố giúp đỡ. Kiều Tiểu Kiều đã sớm có điều tra. Bí thư huyện ủy là Tiết Thắng Lợi. Là quan viên sinh trưởng ở huyện Mộc Dương, không có bối cảnh gì, nhưng hắn được người địa phương giúp đỡ nên ngồi thẳng trên vị trí bí thư. Chủ tịch huyện gọi là Ngô Ủng Quân, là cán bộ, lính hàng không, nghe nói có quan hệ mật thiết với bí thư thị ủy thành phố Ngân Sơn, huyện Mộc Dương lại thuộc về địa phận của thành phố Ngân Sơn, vì vậy dù Ngô Ủng Quân không được nhiều người địa phương giúp đỡ nhưng vẫn khó thể khinh thường. Thật ra dù là thành phố Ngân Sơn hay huyện Mộc Dương đều là địa phương nghèo khó. Năm trước tổng giá trị sản xuất của Mộc Dương là rất thấp, vì vậy nơi đây rất khát đầu tư. Nếu trước khi Thanh Phong Sơn chưa nổi tiếng và Kiều Tiểu Kiều đến đầu tư 10 tỷ thì sẽ được người ta coi là Bồ Tát sống, nhưng bây giờ người có mục đích với Thanh Phong Sơn là rất đông, chính quyền huyện Mộc Dương lo lắng, bắt đầu treo giá, hy vọng có thể bán được Thanh Phong Sơn với giá tốt. Kiều Tiểu Kiều thật ra cũng có chút hối hận, đáng lý ra nàng đã nên sớm biết địa phương như Thanh Phong Sơn này cuối cùng cũng bị người ta chú ý đến. Nếu nàng sớm mua lại Thanh Phong Sơn, như vậy sẽ chẳng phiền phức như lúc này. Tất nhiên bây giờ Kiều Tiểu Kiều có hối hận cũng vô dụng, dù là thế nào thì bây giờ mua lại Thanh Phong Sơn mới là hướng đi đúng đắn. Vợ, em nghĩ gì vậy? Khi thấy Kiều Tiểu Kiều có chút xuất thần thì Hạ Thiên không nhịn được phải hỏi. Không có gì, chỉ muốn đến Thanh Phong Sơn làm vài chuyện. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười ngọt ngào với Hạ Thiên, sau đó nàng di chuyển chủ đề, bắt đầu nói đến chuyện của huyện Mộc Dương. Chồng, anh có hiểu rõ về Thạch Trường Canh không? Anh không quen người này, nhưng chị Vân Thanh rất quen thuộc. Nghe nói người này rất tốt với mẹ của chị Vân Thanh, nhưng hôm qua có một người nói Thạch Trường Canh cũng không phải tốt như vậy, còn nói chị Vân Thanh đừng nên đi quá gần Thạch Trường Canh, nếu không sẽ rước họa vào thân. Hạ Thiên thuận miệng nói. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Chồng, có lẽ anh phải nhắc nhở Vân Thanh, căn cứ vào điều tra của em thì Thạch Trường Canh thật sự không tốt. Nghe nói người này có thế lực rất lớn ở huyện Mộc Dương, ăn sạch hắc bạch, không phải kẻ đầu đường xó chợ. Như vậy sao? Hạ Thiên suy nghĩ. Nhưng anh thấy ông ta thật sự tốt với chị Vân Thanh. Điều này cũng là bình thường, có lẽ ông ta thật sự xem chị Vân Thanh như con mình. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Thật ra căn cứ vào điều tra của em thì Thạch Trường Canh có quan hệ mật thiết với bí thư huyện ủy Tiết Thắng Lợi. Năm xưa chính Thạch Trường Canh làm cho vị bí thư khi đó rơi đài. Như vậy mới có vị trí của Tiết Thắng Lợi ngày hôm nay. Vợ, nếu như vậy thì chúng ta đi tìm Thạch Trường Canh để nói với Tiết Thắng Lợi một câu, như vậy chúng ta sẽ mua được Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên lập tức có ý kiến, đối với hắn thì Thạch Trường Canh có phải là người tốt hay không, điều này chẳng quan trọng, hắn chỉ muốn mua lại Thanh Phong Sơn mà thôi. Kiều Tiểu Kiều cũng có suy nghĩ của mình, nàng khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt, em còn chưa liên hệ với Ngô Ủng Quân bên kia.
đáng lý ra em định liên hệ với Mạnh Tiến Tài và nhờ hắn đưa đến, nào ngờ người này lại bị bắt. Nếu em tìm sự hỗ trợ từ nhị bá thì chắc không có vấn đề, nhưng em lại không muốn tìm ông ta, nên làm theo cách của anh, chúng ta liên lạc trực tiếp với Thạch Trường Canh. Được rồi, tôi điện thoại cho chị Vân Thanh. Hạ Thiên có chút hưng phấn, sự việc có vẻ rất thuận lợi, tất nhiên hắn sẽ rất vui. Vì vậy hắn lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Vân Thanh. Chương 804, tiếng súng ở đầu dây bên kia. Chị Vân Thanh, chị ở đâu? Điện thoại vừa nối thông thì Hạ Thiên lập tức hỏi. Vân Thanh ở đầu dây bên kia có chút không giải thích được. Tôi đang ở trong nhà cùng Thuần Thuần, không phải đã nói với cậu rồi sao? Vậy chú Thạch có ở nhà không? Hạ Thiên lại hỏi. Không, chú ấy đến cục công an rồi, sao vậy? Vân Thanh có chút buồn bực, người này bây giờ không phải ở cùng Kiều Tiểu Kiều sao? Hạ Thiên không trả lời, hắn quay đầu hỏi Kiều Tiểu Kiều một câu. Vợ, Thạch Trường Canh không có ở nhà, làm sao bây giờ? Chồng, bây giờ sắp đến giữa trưa, anh hẹn chị Thanh đến cùng ăn cơm. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. À, được. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn nói vào trong điện thoại. Chị Vân Thanh, chị dùng cơm chưa? Chưa. Vân Thanh trả lời. Vậy chị đến cùng dùng cơm với chúng tôi đang ở khách sạn Đông Thăng. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vân Thanh ở đầu dây bên kia có chút trầm mặc, sau đó nàng lên tiếng. Không được, tôi đã đồng ý cùng dùng cơm với Thuần Thuần rồi. Chị có thể đưa nó theo. Hạ Thiên lập tức nói. Vân Thanh có chút chần chừ, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi một câu. Cậu tìm tôi có chuyện gì quan trọng sao? Đúng vậy, rất quan trọng. Hạ Thiên chân thành trả lời, chuyện liên quan đến Thanh Phong Sơn, tất nhiên sẽ rất quan trọng. Tôi sẽ đến, cậu nói số phòng đi, cũng không cần ăn cơm đâu, tôi sẽ về ngay. Vân Thanh có quyết định. Hạ Thiên lập tức nói số phòng cho Vân Thanh, sau đó Vân Thanh cũng đến rất nhanh, chỉ sau 5 phút đã xuất hiện trước cửa phòng Kiều Tiểu Kiều. Chị Thanh, chị đến rồi. Kiều Tiểu Kiều nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Em là Kiều Tiểu Kiều, chị gọi em Tiểu Kiều là được, mau vào đây ngồi. Chào Tiểu Kiều. Vân Thanh có chút không quá tự nhiên. Nàng chợt sinh ra cảm giác giống như vợ bé bị vợ cả bắt gặp. Nhưng khi thấy nụ cười ngọt ngào của Kiều Tiểu Kiều thì những cảm giác không yên trước khi đến đây của Vân Thanh đã biến mất rất nhiều. Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh cũng không khỏi thầm nghĩ, ánh mắt của lưu manh Hạ Thiên chết tiệt này cũng rất tốt, hèn gì vài ngày qua không nỡ quay về Giang Hải. Vân Thanh này thật sự không thể chê, đúng là quá chín, ngoài bộ ngực không to bằng mình thì những địa phương khác đều mạnh hơn nữa còn có cặp mắt sách, thật sự hấp dẫn hơn người. Chị Thanh, mời chị ngồi, đều là người một nhà, chị không cần khách khí. Kiều Tiểu Kiều tất nhiên thấy rõ sự bất an của Vân Thanh, vì vậy nàng tiếp tục dùng ngôn ngữ để xóa tan những cố kỵ của đối phương. Không thể không nói Kiều Tiểu Kiều là vợ bé cực kỳ hợp cách, nàng chẳng những không ghen còn chủ động giúp chồng trấn an những vợ bé khác, dù là đàn ông nào tìm được một người vợ như vậy cũng cực kỳ cảm thấy may mắn. Chị Vân Thanh, chị ngồi đi. Hạ Thiên thấy Vân Thanh đứng thì dứt khoát ôm lấy nàng trực tiếp đặt xuống bên giường. Hành động thân mật quá đột nhiên của Hạ Thiên làm cho Vân Thanh có chút bất an, nàng vô thức nhìn Kiều Tiểu Kiều, nhưng vẻ mặt Kiều Tiểu Kiều vẫn như thường, giống như không thấy gì. Vân Thanh khẽ thở ra, trong lòng căn bản không còn cảm giác lo lắng gì khác, thân thể cứng nhắc trước đó cũng khôi phục lại bộ dạng như thường. Vừa rồi cậu nói có chuyện quan trọng, rốt cuộc có chuyện gì? Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. Chị Thanh, thật ra chúng em muốn đầu tư Thanh Phong Sơn, nhưng bây giờ chính quyền huyện Mộc Dương vẫn còn đang ở vào giai đoạn chậm rãi lựa chọn đầu tư. Em muốn nói vài lời với Cục trưởng Thạch, để xem anh ấy có thể giúp đỡ một chút hay không, để huyện Mộc Dương giao quyền khai phá Thanh Phong Sơn cho bọn em. Kiều Tiểu Kiều trả lời vấn đề của Vân Thanh. Chuyện này sao? Vân Thanh ngây người. Chồng đã nói với tôi chuyện này, nhưng chú Thạch có thể giúp được sao? Chú ấy chỉ là bí thư tư pháp kiêm cục trưởng cục công an, nào có thể xen vào chuyện kêu gọi đầu tư. Vân Thanh đã có thói quen gọi Hạ Thiên là chồng, đặc biệt là khi ở trên giường thì nàng càng xưng hô như vậy, vì thế vừa rồi nàng mới vô thức gọi Hạ Thiên. Chính nàng cũng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cuối cùng nàng cũng không đổi giọng. Chị Thanh, em cũng không gạt chị, trước khi đến đây em đã điều tra rõ ràng tình huống, nếu có được sự tình nguyện giúp đỡ của cục trưởng Thạch, như vậy nhất định có thể thuận lợi. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười, nàng cũng không nói ra quan hệ giữa Thạch Trường Canh và Tiết Thắng Lợi,
nàng thấy không nên cho Vân Thanh biết những chuyện này thì hay hơn. Vậy sao, tôi cũng không biết rõ tình huống cụ thể. Vẻ mặt Vân Thanh có chút bất an. Như vậy trước tiên tôi điện thoại cho chú Thạch, để xem ý của chú ấy là thế nào. À, được. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Chị Thanh, trước tiên chị hỏi ý của cục trưởng Thạch, nếu chú ấy tình nguyện giúp đỡ thì quá tốt, nếu không thì bọn em sẽ nghĩ biện pháp khác. Bây giờ tôi sẽ điện thoại cho chú Thạch. Vân Thanh nói rồi lấy điện thoại ra bấm số của Thạch Trường Canh. Điện thoại vang lên vài tiếng, Thạch Trường Canh nhận điện thoại. Tiểu Thanh, có chuyện gì sao? Chú Thạch, chú đang ở bên ngoài à? Vân Thanh chợt ngẩn người, nàng thấy ở đầu dây bên kia rất ồn, không giống như ở phòng làm việc. À, chú đang xử lý một vụ án dưới hiện trường, nhưng không sao, cháu có gì thì cứ nói. Giọng điệu của Thạch Trường Canh rất vội, xem ra sự việc khá gấp. Chú Thạch, nếu chú bận rộn thì khỏi, tối nay cháu sẽ điện thoại cho chú. Vân Thanh thấy bên kia rất ồn, hơn nữa giống như có rất nhiều người, vì vậy nàng nghĩ rằng sự việc rất nghiêm trọng. Vậy cũng được, nếu cháu không có việc quá gấp thì chờ đến tối chú về sẽ nói sau. Thạch Trường Canh khẽ gật đầu. Trước tiên chú cúp điện thoại. Đùng đùng. Hai tiếng súng vang lên cắt ngang lời Thạch Trường Canh. Chú Thạch, chú làm sao vậy? Sao cháu nghe thấy tiếng súng? Vẻ mặt Vân Thanh chợt trắng bệch, nàng vội vàng hỏi. Thạch Trường Canh không trả lời, một giây sau điện thoại cũng cắt đứt, Vân Thanh cuối cùng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Vân Thanh vội vàng điện thoại đến, tuy có thể nối thông nhưng không ai nhận, điều này càng làm nàng thêm lo lắng. Chú Thạch sợ rằng đã xảy ra chuyện. Vân Thanh không còn điện thoại, nàng dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Thiên. Tôi muốn đi tìm chú ấy, cậu có theo tôi không? Chị Vân Thanh, chị biết thôn Thượng Dương ở đâu không? Hạ Thiên lại hỏi, với thính lực của hắn thì tất nhiên sẽ nghe được nội dung điện thoại của Thạch Trường Canh, cũng nghe được động tĩnh từ bên kia. Hắn cũng nghe được tiếng súng, vì vậy hắn thấy suy đoán của Vân Thanh là không sai, Thạch Trường Canh sợ rằng đã xảy ra chuyện. Biết, cách nơi này không xa, lái xe đến được. Vân Thanh vội vàng gật đầu. Được, tôi đi với chị. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn nói một câu với Kiều Tiểu Kiều. Vợ, em ở đây chờ anh, Thạch Trường Canh có lẽ đã xảy ra chuyện, anh đi giúp ông ta một chút. Chương 805, một con gà mái dẫn đến huyết án. Trong huyện Mộc Dương có rất nhiều người họ Dương, đã từng có một thôn Dương gia ở đây, sau này vì nhiều nguyên nhân mà chia thành hai thôn, được gọi là thôn Thượng Dương và thôn Hạ Dương. Vì mọi người đều cùng một họ, nếu là trước đó vài đời hay chục đời thì bọn họ đều là người một nhà, vì thế mà trước nay thôn Thượng Dương và thôn Hạ Dương đều rất đồng lòng, giống như một đại gia tộc, nếu gặp phải chuyện gì thì cả thôn đều được điều động. Thạch Trường Canh thân là cục trưởng cục công an huyện Mộc Dương, tất nhiên cũng hiểu rõ tình huống của thôn Hạ Dương. Vì vậy sau khi hắn nhận được tin báo có vài trăm người tụ tập cùng một chỗ trong thôn Hạ Dương để tấn công vài người, hắn lập tức cảm giác được có chuyện xấu. Nếu giải quyết không tốt sẽ bị đồn là huyện Mộc Dương sinh ra nhiễu loạn, như vậy chỉ sợ không phải một mình hắn gặp chuyện không may. Vì thế hắn đành phải chạy đến để tự xử lý chuyện phát sinh. Khi Thạch Trường Canh đi đến thôn Hạ Dương thì nhìn thấy một chiếc xe rất xa hoa, lần đầu tiên hắn còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng nhìn kỹ lại thì trong lòng trầm xuống. Trời ạ, đây không phải là một chiếc Rolls Royce sao? Người trong nước có thể lái được những chiếc xe thế này có thể nói là như đầu ngón tay. Đây rốt cuộc là đại nhân vật gì? Sao lại đi đến đây? Tình huống bây giờ rất hỗn loạn, ít nhất có hơn trăm người vây quanh bốn phía chiếc xe, vì vậy chiếc xe này căn bản không thể nào chạy lên phía trước. Nếu bọn họ muốn chạy đi thì phải cắn người, hơn nữa đám thôn gian đã cầm sẵn gậy gộc quốc xẻng, bộ dạng giống như muốn xông lên đập nát xe. Lúc này một vài tên công an đang khuyên can thôn dân, đây chính là những người chạy đến trước Thạch Trường Canh, bọn họ đã xử lý sự việc hơn nửa giờ. Đáng tiếc là nửa giờ qua bọn họ không làm ra hiệu quả gì, thôn dân hình như càng thêm kích động. Thậm chí lúc này đã có vài người vọt đến trước mặt xe, bọn họ muốn dùng gậy gỗ đập bể xe, nhưng đáng tiếc là chẳng ai thành công, vì bốn phía chiếc xe có hai nam hai nữ bảo vệ, thân thủ của đám người này tương đối khá, thôn dân nào cũng khó thể tiếp cận. Cục trưởng Thạch. Khi Thạch Trường Canh đến nơi thì đồn trưởng đồn công an địa phương trước đó nhận nhiệm vụ giải quyết chuyện này tiến lên nghênh đón. Có chuyện gì xảy ra? Thạch Trường Canh mở miệng hỏi, hắn trước tiên cần biết rõ tình huống, sau đó mới biết xử lý thế nào. Đồn trưởng này có chút bất đắc dĩ. Thật ra chỉ là một chuyện nhỏ, chiếc xe này chạy qua đường không cẩn thận đã cán chết một con gà mái.
Chỉ như vậy sao? Thạch Trường Canh không khỏi nhíu mày. Chuyện này mà là đại sự sao? Bây giờ sao náo loạn thế này? Đều là nhị cầu tử gây náo loạn. Tên đồn trưởng có chút tức giận. Tiểu tử kia thấy người ta có tiền nên muốn kiếm chút đỉnh, kết quả người ta không phải loại dễ trêu, vì vậy mà sự kiện náo loạn. Nhị cầu tử tên là Dương Nhị Lưỡng, tên này suốt ngày ăn chơi lêu lổng, thường xuyên trộm cắp nhưng rất thông minh, những chuyện lén lút hắn chưa từng làm trong thôn, lại kêu đám người trong thôn là chú bác cô gì cực kỳ ngọt ngào. Vì vậy tên khốn kia chẳng phải loại gì tốt nhưng trong thôn Hạ Dương thì lại được mọi người thương mến. Con gà mái bị cắn chết trùng hợp lại là của nhà Dương Nhị Lưỡng, hắn thấy gà nhà mình bị cắn chết thì lập tức bắt bồi thường, hơn nữa mở miệng là đòi 1.000. Tuy những năm nay gà mái rất đáng tiền, nhưng dù là một con gà quá lắm cũng chỉ 100 đồng, nếu nói là 1.000 thì quá khoa trương. Dù là như vậy thì lái xe cũng đưa cho hắn 1.000 đồng. Đáng lý ra sự việc đến đây là kết thúc nhưng Dương Nhị Lưỡng thấy người ta trả tiền sảng khoái, hơn nữa lại chạy xe xịn nên muốn kiếm thêm. Hắn thu 1.000 đồng và còn chưa chịu bỏ qua, còn bắt bồi thường thêm, lý do mà hắn đưa ra cũng rất đầy đủ, vì con gà mẹ vừa bị cán chết có thể đẻ trứng. Dương Nhị Lưỡng nói gà mái chỉ cần 1.000, nhưng gà mái đẻ trứng, mà trứng có thể nở thành gà mái, sau đó gà mái lại đẻ trứng. Nếu suy tính như vậy thì con gà mái trở thành vật quý vô giá, cuối cùng hắn mới há miệng sư tử bắt bồi thường 100.000, hơn nữa còn nói đã ra giá rẻ cho đối phương. Tiểu tử này không phải làm càn sao? Thạch Trường Canh có chút căm tức, đúng là được lợi còn không chịu dừng. Đáng lý ra cũng chẳng phải là gì, người ta dù sao cũng có tiền, nhưng bọn họ cũng không muốn bị xảo trá như vậy. Khi đó đối phương tức giận và ném nhị cầu tử sang một bên rồi lái xe chạy đi, kết quả là sự việc náo loạn lớn, nhị cầu tử nằm lăn trên đất nói rằng đã bị xe cán, đối phương còn muốn giết người. Sau đó thôn dân chạy đến, vì vậy mà có vài trăm người tập trung lại. Đồn trưởng có chút bất đắc dĩ. Chúng ta cố gắng nói rõ với thôn dân, chúng tôi cũng đã thương lượng với lái xe, đối phương nói nhiều nhất chỉ đưa ra 10.000, nhưng nhị cầu tử ỷ vào số đông mà giữ xe người ta lại, tiểu tử này đúng là. Được rồi, tôi đi xử lý. Thạch Trường Canh sau khi biết rõ tình huống thì đi về phía chiếc xe, đồng thời hắn lớn tiếng nói. Mọi người yên tĩnh một chút, tôi là Cục trưởng Cục Công an Thạch Trường Canh, tôi nhất định sẽ xử lý công bằng chuyện này, không nên kích động, không nên ra tay. Anh là Cục trưởng Cục Công an sao? Thạch Trường Canh vừa nói dứt lời thì một người hỏi, là người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh chiếc xe. Tôi đã nói rồi, tôi cho đám cảnh sát các anh nửa giờ, nếu các anh không thể giải quyết, chúng tôi sẽ tự mình ra tay. Lúc này đã là nửa giờ, tôi hỏi các anh lại một lần nữa, cuối cùng có để đám người này mở đường hay không? Mày nghĩ mày là ai? Đúng vậy, sao dám nói như vậy với Cục trưởng? Người ngoài đến đây thì giỏi sao? Nếu không để xe ở lại thì đừng hòng được đi. Một vài thôn dân ồn ào, bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn, tất nhiên ồn ào nhất chính là tên đầu sỏ Dương Nhị Lưỡng. Xin hỏi anh là... Thạch Trường Canh cũng có chút mất vui, hắn không quen bị người ta nói như ra lệnh. Nhưng hắn biết đối phương có thân phận không tầm thường, vì vậy hắn cố gắng nhẫn nhịn. Tôi là Tống Hùng. Người đàn ông nhìn Thạch Trường Canh. Chúng tôi đã bị trễ vài giờ ở đây. Sự kiên nhẫn của chúng tôi chỉ có hạn. Tôi cho anh thêm 5 phút, nếu đám cảnh sát các anh không giải quyết được vấn đề thì chúng tôi tự mình giải quyết. Thạch Trường Canh đang định nói thì điện thoại vang lên, hắn lấy ra xem, người gọi đến là Vân Thanh, vì vậy hắn nói với Tống Hùng. Xấu hổ quá, tôi phải nghe điện thoại. Thạch Trường Canh bước sang một bên nghe điện thoại, hắn không ngờ động tác của mình lại bị Tống Hùng nghĩ rằng hắn cố ý kéo dài thời gian, vì vậy lập tức mất kiên nhẫn. Ra tay. Tống Hùng quát lên chói tai, sau đó tình cảnh chợt trở nên thảm thiết. Chương 806, phải chạy trốn chính là các chú. Biến hóa xảy ra cực nhanh, chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi đã có vài trăm thôn dân ngã xuống đất, vài tên cảnh sát cũng bị hại, khi còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra thì đã bị người ta đánh bại. Đừng tay, nếu không tôi nổ súng. Vài cảnh sát huyện đi theo Thạch Trường Canh lập tức cảm thấy tình huống không đúng, bọn họ quát lớn cực kỳ nghiêm nghị. Nhưng khi bọn họ vừa rút súng ra thì đã bị người ta đánh ngã. Đến lúc này đám cảnh sát còn lại cũng không nói lời cảnh cáo mà bắt đầu xạ súng. Đùng, đùng. Tiếng súng vang lên, người nổ súng cũng ngã xuống đất, rõ ràng hai phát súng vừa rồi không bắn trúng đối phương. Thạch Trường Canh đang gọi điện thoại thấy được tình cảnh như vậy cũng há hốc mồm, hắn cũng quên tiếp tục trò chuyện với Vân Thanh. Hắn quét mắt nhìn khắp bốn phía,
ngay sau đó phát hiện vài trăm người ở đây đã ngã xuống đất, thực tế ngoài hai cặp nam nữ trẻ tuổi còn đứng thì cũng chỉ còn một mình hắn đang đứng mà thôi. Dù là cảnh sát hay nhân dân, hay người hắn đưa từ cục công an xuống đều nằm dưới đất, một số người đau khổ rên rỉ, còn có một vài người không phát ra âm thanh nào, bọn họ dứt khoát hôn mê. Thạch Trường Canh chẳng biết đã cúp điện thoại từ lúc nào, hắn tự nghĩ mình có kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy những năm qua trải qua nhiều mưa gió, dù là chuyện gì lớn thì hắn cũng thản nhiên đối mặt. Nhưng khoảnh khắc này hắn cực kỳ khiếp sợ, gần 50 năm trong đời hắn thấy được tình cảnh đáng sợ như vậy, chỉ là bốn thanh niên hơn 20 mà đánh ngã vài trăm người chỉ trong vòng vài phút. Đến lúc này Thạch Trường Canh thật sự thừa nhận, đối phương nhẫn nại đến lúc này mới ra tay cũng coi là kỳ tích. Tống Hùng, trước tiên chúng ta quay về thị trấn. Một giọng nữ từ trong xe truyền ra. Vâng, Ninh tiểu thư. Tống Hùng lên tiếng. Thạch Trường Canh lúc này càng thêm khiếp sợ, mãi đến bây giờ hắn mới biết trong xe còn người, hơn nữa có thể thấy đó là một người phụ nữ trẻ tuổi. Với thái độ của Tống Hùng thì rõ ràng người ngồi trong xe tên Ninh tiểu thư chính là đại nhân vật, hai nam hai nữ bên ngoài chẳng qua chỉ là vệ sĩ mà thôi. Thạch Trường Canh còn chưa khôi phục lại từ trong khiếp sợ thì tên Tống Hùng đã đi về phía hắn. Tôi rất hoài nghi trình độ của một cục trưởng cục công an như ông, tốt nhất ông nên từ chức về làm ruộng đi. Tống Hùng lạnh lùng nói một câu, sau đó hắn xoay người đi đến bên cạnh và tiến vào trong xe. Ngăn bọn họ lại. Đừng để bọn họ đi. Đánh người mà muốn đi dễ dàng vậy sao? Đúng lúc này lại có người hô lên, một vài người vốn không phải là thôn dân trong đây cũng xuất hiện, mà một vài thôn dân nằm trên mặt đất cũng bỏ lên vây quanh chiếc Rolls Royce. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tống Hùng lại xuống xe. Vừa rồi tôi đã ra tay lưu tình, có phải các người cảm thấy chưa bị đánh gãy chân thì chưa bỏ qua? Tống tiên sinh, dùng bạo lực không thể giải quyết được vấn đề. Thạch Trường Canh lúc này cuối cùng cũng kịp phản ứng, tuy hắn biết mình ra mặt cũng khó có được kết quả gì tốt, nhưng bây giờ hắn là một cục trưởng cục công an, hắn khó thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không phải đám cảnh sát các người vô năng thì ai cần sử dụng bạo lực? Tống Hùng cười lạnh một tiếng. Tôi đã tình nguyện cho các người cơ hội, nếu ông là một cục trưởng có uy tín, bây giờ ông ra lệnh cho bọn họ mở đường, tôi sẽ không truy cứu nữa. Tống tiên sinh, bây giờ các anh đánh bị thương nhiều người, còn đánh cả cảnh sát, dù các anh có lý hay không, bây giờ các anh cũng đã làm việc trái pháp luật. Thạch Trường Canh dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói. Tôi hy vọng hai bên có thể cùng tôi về cục công an huyện Mộc Dương, cảnh sát chúng tôi sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Ý của ông là, ông muốn bắt chúng tôi đến cục công an sao? Tống Hùng nói với vẻ mặt trào phúng. Thật sự là đáng chê cười. Tống tiên sinh, tôi chỉ làm chuyện tôi nên làm thôi. Thạch Trường Canh lúc này đã bình tĩnh trở lại, việc đã đến nước này thì hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn không thể không quan tâm, nếu không hắn khó thể nào báo cáo công tác. Nhiều người bị thương, hắn thân là cục trưởng cục công an ở bên cạnh, nếu cứ bỏ mặc để kẻ hành hung bỏ đi, như vậy sau này hắn còn công tác ở huyện Mộc Dương được nữa sao? Tống Hùng lúc này căn bản không quan tâm đến Thạch Trường Canh, hắn nhìn đám thôn dân. Tôi cho các người một cơ hội, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân các người. Mày dám? Mày thử xem, ông giết mày. Thứ gì vậy, rõ ràng là người ngoài mà dám đến ức hiếp chúng ta, liều mạng thôi. Thôn dân lại kêu la, dù nhiều người bị đánh ngã, nhưng bọn họ vẫn không bị hù dọa. Nhưng ngay sau đó bọn họ đã kêu la thảm thiết, mà Thạch Trường Canh bên cạnh cũng nghe được tiếng gãy xương, đồng thời còn mơ hồ nhìn thấy bóng người lóe lên, vài tên thôn dân ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Dừng tay, mau dừng tay. Thạch Trường Canh rút súng ra rồi quát lên nghiêm nghị. Nếu không tôi nổ súng. Á! Âm thanh của Thạch Trường Canh chợt trở nên mắc nghẹn giống như bị bóp cuống họng. Thực tế hắn cũng đang bị bóp họng. Tống Hùng xuất hiện trước mắt hắn cực kỳ quỷ dị, người này dùng một tay bóp cổ Thạch Trường Canh, tay kia cướp súng. Sau đó một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Thạch Trường Canh. Ông còn có thể nổ súng sao? Thạch Trường Canh cảm thấy toàn thân lạnh buốt, vẻ mặt có chút tái nhợt. Lúc này hắn coi như đã cảm nhận được sự sợ hãi tử vong, hắn tin chỉ cần đối phương thoáng dùng chút sức, như vậy cổ họng sẽ bị bóp nát. Anh làm gì vậy? Mày buông chú Thạch ra. Đúng lúc này một âm thanh vội vàng truyền đến. Thạch Trường Canh nghe được âm thanh kia mà cảm thấy ấm áp, hắn cố gắng xoay tròng mắt, khi đó hắn thấy Vân Thanh đang chạy về phía bên này, đi cùng nàng còn có một thiếu niên, là Hạ Thiên. Này, vợ anh bảo chú buông tay, chú có nghe thấy không?
Hạ Thiên lúc này cũng nói một câu, bộ dạng có chút bất mãn. Tống Hùng quay đầu nhìn thấy Hạ Thiên, ánh mắt hắn chợt cô đọng, sau đó hắn buông lỏng cánh tay đang bóp cổ Thạch Trường Canh, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Hạ Thiên sao? Thạch Trường Canh vất vả lắm mới có thể khôi phục lại sự hít thở, hắn nghe nói như vậy mà chợt kinh ngạc, người này biết Hạ Thiên sao? Vân Thanh cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng không hỏi thăm Hạ Thiên, nàng dùng ánh mắt ân cần nhìn Thạch Trường Canh. Chú Thạch, chú không sao chứ? Không sao. Thạch Trường Canh lắc đầu, sau đó không tự giác phải đưa tay sờ cổ, nơi đó mơ hồ có chút đau nhức. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Tống Hùng, sau đó hắn nhìn ba người còn lại, hắn suy nghĩ thoáng qua rồi lên tiếng. Anh nhớ ra rồi, anh đã từng gặp các người. Lần này mày không chạy trốn sao? Trong giọng nói của Tống Hùng có chút hương vị chế nhạo. Lần này kẻ phải chạy trốn chính là các chú. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tống Hùng. Nhưng các chú có chạy cũng vô dụng, anh muốn xử lý đám ngu ngốc các chú. Chương 807, thật sự là đánh không được sướng cho lắm. Lần đầu tiên Hạ Thiên nhìn thấy Tống Hùng, hắn cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng khi hắn nhìn sang ba người còn lại, hắn lập tức nghĩ ra thân phận của đối phương. Trước đó Hạ Thiên về thủ đô và lần đầu tiên trong đời được nếm trải cảm giác thất bại, cũng là lần đầu tiên không thể không bỏ chạy. Khi đó hắn gặp một Tống Ngọc Mị có thực lực so sánh được với thần tiên tỷ tỷ, dù Tống Ngọc Mị cũng bị hắn dạy cho một bài học, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị Tống Ngọc Mị đánh cho bị thương, cuối cùng còn bị hơn chục người nam nữ trẻ tuổi vây công. Đám nam nữ nà thực lực không tầm thường, hơn nữa lại phối hợp ăn ý, dưới tình huống như vậy Hạ Thiên căn bản không thể đánh bại bọn họ, cuối cùng phải lựa chọn phương án bỏ chạy. Không thể nghi ngờ kinh nghiệm lần đó thật sự khắc sâu trong lòng Hạ Thiên, vì vậy dù hắn chỉ gặp mặt đám nam nữ kia một lần duy nhất nhưng rất ấn tượng với bọn họ. Đến bây giờ hắn lập tức nhận ra hai nam hai nữ kia chính là bốn kẻ trong số đám người trước đó vây công mình. Thật ra với tính cách của Hạ Thiên thì rất khó chạy trốn, nhưng lần đó thật sự là không còn cách nào khác, hắn không thể không trốn. Vì vậy mà sau này hắn luôn cố gắng nghĩ cách lấy lại mặt mũi. Nhưng ở thủ đô lâu ngày mà hắn vẫn không thể tìm ra biện pháp đối phó với Tống Ngọc Mị kia, vì vậy hắn không thể cứu vãn được mặt mũi. Nhưng bây giờ hắn thấy bốn con bò lạc, bọn họ tự đưa đến trước mặt hắn, tất nhiên hắn sẽ chẳng bỏ qua. Hạ Thiên nói sẽ xử lý những người này cũng chẳng phải là nói đùa, hắn còn chưa dứt lời đã dùng tốc độ cực nhanh phát động thế tấn công với Tống Hùng. Dù đây chỉ là lần gặp mặt thứ hai nhưng dù với Tống Hùng hay Tống Kiệt, Tống Mai và Tống Lan ở bên cạnh, ai cũng nhớ rõ Hạ Thiên. Từ nhỏ đến lớn bọn họ là cao thủ Tống gia, thật ra trong lòng bọn họ chỉ bội phục một mình đại tiểu thư thần bí và hùng mạnh, tất nhiên sẽ chẳng coi người khác ra gì. Dù bọn họ đã từng xem qua nhiều tài liệu về Hạ Thiên, biết rõ Hạ Thiên có năng lực rất mạnh, nhưng bọn họ càng tin vào những gì mình được nhìn thấy. Trước đó Hạ Thiên dưới đòn tấn công của bọn họ cũng chỉ có cách hoảng sợ bỏ chạy, vì vậy bọn họ vẫn luôn khinh thường Hạ Thiên. Bọn họ cảm thấy Hạ Thiên chỉ là một kẻ bị đám người không mấy hiểu biết khuếch trương trình độ, thậm chí bọn họ nghĩ rằng chỉ cần một trong số đám người bọn họ chỉ cần ra ngoài cũng sẽ tạo nên những truyền kỳ như chính Hạ Thiên. Ai xử lý ai còn chưa xác định. Tống Hùng cười lạnh một tiếng, tuy hắn không hiểu quan hệ giữa Hạ Thiên và đại tiểu thư, nhưng hắn biết tiểu thư rất hận kẻ này. Nhưng không hiểu vì sao tiểu thư không cho bọn họ xung đột chính diện với Hạ Thiên, nếu không bọn họ đã sớm tìm Hạ Thiên tính sổ. Nhưng bây giờ Hạ Thiên chủ động tìm phiền toái, Tống Hùng cảm thấy dù bây giờ có giết Hạ Thiên thì tiểu thư cũng sẽ không trách bọn họ, bây giờ hắn muốn lợi dụng cơ hội khó có được để ra sức cho tiểu thư. Dù động tác của Hạ Thiên là rất nhanh nhưng Tống Hùng vẫn có thể nắm chắc quỹ tích, khi hắn phát hiện Hạ Thiên chỉ tùy ý đánh đến một đấm, không có bất kỳ kỹ xảo nào thì càng thêm khinh thường. Hắn thấy kẻ nổi tiếng cũng chỉ là như vậy mà thôi, Hạ Thiên căn bản cũng chỉ như vậy mà thôi. Khi thấy Hạ Thiên đấm về phía ngực mình thì Tống Hùng nở nụ cười mỉa mai, thân thể lóe lên, sau đó đột nhiên đấm về phía Hạ Thiên. Nhưng khi Tống Hùng vừa đấm được một nửa thì phát hiện trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn, một luồng lực lượng khổng lồ kéo đến. Tống Hùng cúi đầu khó thể tin, hắn phát hiện nắm đấm của Hạ Thiên đang ở trên ngực mình. Á, phụt! Tống Hùng phát ra một tiếng rên ngắn ngủi, cơ thể bay đi và phun ra một ngụm máu trên không. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra. Chẳng phải mình đã tránh khỏi một đấm kia rồi à? Sao Hạ Thiên vẫn đánh trúng hắn? Tống Kiệt lách người lên chuẩn bị đỡ Tống Hùng sắp ngã lên mặt đất, nhưng đúng lúc này hắn cảm nhận được một lực lượng khổng lồ từ trên người Tống Hùng truyền đến. Vì không đề phòng mà hắn cảm thấy cánh tay cực kỳ đau đớn, đồng thời còn nghe thấy tiếng xương gãy, tay phải lập tức mất hết sức lực,
Tống Hùng rơi xuống mặt đất. Các người cũng không có gì hơn, đúng là không sướng. Hạ Thiên có chút khinh thường, sau đó hắn nhìn Tống Mai và Tống Lan. Này, hai người cùng lên đi, xử lý một lượt cho xong việc. Tống Mai và Tống Lan nhìn nhau, thân thể khêu gợi chợt căng thẳng, bộ dạng có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Mau bảo vệ Ninh tiểu thư chạy đi. Tống Hùng vội vàng quát lớn. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, hắn đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Tống Hùng lúc này cuối cùng cũng phán đoán đúng, bây giờ Hạ Thiên quả thật mạnh hơn rất nhiều so với lần gặp mặt trước đó. Nguyên nhân rất đơn giản, sau thời điểm đó Hạ Thiên đã dung nhập được cương khí của Mị Nhi và âm hỏa của Tống Ngọc Mị để thực lực tiến mạnh, có thể đến mức độ thi triển được nghịch thiên đệ tứ châm. Quan trọng là khi Hạ Thiên có thể thi triển được nghịch thiên đệ tứ châm thì tẩy tủy cho hơn 10 người, mỗi lần tẩy tủy cũng làm cho thực lực của hắn tăng lên. Hạ Thiên bây giờ khó thể nào so sánh với trước đó, hơn nữa trước kia hắn bị đám người Tống Hùng vây công, khi đó hắn bị thương, bây giờ hắn hoàn toàn khỏe mạnh, với thực lực của Tống Hùng thì sao có thể là đối thủ của Hạ Thiên. Muốn chạy sao, không dễ như vậy đâu, đừng hòng chạy thoát. Hạ Thiên dùng ánh mắt lười biếng nhìn Tống Lan và Tống Mai. Này, hai người chuẩn bị xong chưa? Nếu chưa ra tay thì tôi ra tay trước. Tống Hùng đột nhiên nhảy dựng lên, hắn đánh về phía Hạ Thiên, trong miệng quát lớn. Các người chạy mau, tôi cản hắn. Tống Hùng tuy bị thương nhưng còn chưa đến mức không thể chiến đấu, Tống Kiệt thì gãy tay phải, bây giờ cũng lao về phía Hạ Thiên. Nhưng bọn họ còn chưa chạy đến trước mặt thì Hạ Thiên đã ra tay trước, hắn lóe người lên rồi cho ra hai đấm như chớp. Hai tiếng kêu đau đớn vang lên, Tống Hùng và Tống Kiệt bị đánh bay, lại phun máu tươi trên không. Lần này Tống Mai và Tống Lan cũng không tiến lên đỡ hai người kia, thực tế bọn họ cũng không thể nào tiến lên, vì lúc này Hạ Thiên đã phóng về phía bọn họ. Dù hai nàng không cảm giác được khí thế nào trên người Hạ Thiên, nhưng các nàng vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Chương 808, cậu còn chưa lấy tay ra. Dừng tay. Một âm thanh có chút dồn dập vang lên, cửa xe Rolls Royce mở ra, một người đẹp váy trắng xuất hiện. Đúng lúc này bóng trắng lóe lên, nàng đứng chắn chính giữa Hạ Thiên và hai cô gái Tống Mai, Tống Lan. Ninh tiểu thư cẩn thận. Tống Mai và Tống Lan chợt căng thẳng, hầu như bọn họ cùng hô lên, nhưng bây giờ các nàng có lòng mà không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của Hạ Thiên tung lên người Ninh tiểu thư. Khi nắm đấm của Hạ Thiên đến cách người đẹp váy trắng 1 cm thì dừng lại, vẻ mặt hắn có chút kỳ quái. Ủa, sao lại là Quỷ Keo Kiệt? Người đẹp váy trắng này chính là Ninh Khiết, sau một khoảng thời gian không gặp, khí chất của nàng hình như có chút biến hóa, trên người có thêm chút khí tức cao quý và thần bí. Xem ra câu nói khí chất cao quý trời sinh cũng không đúng, ít nhất cũng không đúng đối với Ninh Khiết, khí chất trên người nàng tuyệt đối vì bồi dưỡng mà ra. Đã nói tôi không phải là Quỷ Keo Kiệt. Khi thấy Hạ Thiên gọi mình là Quỷ Keo Kiệt, Ninh Khiết cảm thấy rất bức bối, nàng nhịn không được phải phản bác một câu. Khoảnh khắc này đám thôn dân nằm trên mặt đất, đám cảnh sát bị thương, còn có cả Thạch Trường Canh thiếu chút nữa bị bóp cổ chết, ngay cả Vân Thanh cũng dùng ánh mắt đặc biệt nhìn Hạ Thiên. Khoảnh khắc này sợ rằng không ai cho rằng Hạ Thiên là một thiếu niên bình thường, dù là Vân Thanh cũng không ngờ Hạ Thiên lợi hại đến mức độ như vậy. Trước đó Vân Thanh chỉ cảm thấy Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng đến mức độ nào thì nàng cũng không biết rõ. Bây giờ thì nàng đã có thể sơ bộ định lượng được năng lực của hắn, 4 người kia đánh ngã vài trăm thôn dân, còn đánh ngã hơn 10 cảnh sát mà chỉ dùng thời gian rất ngắn. Bây giờ 4 người nhìn có vẻ hùng mạnh kia lại không chịu nổi một đòn trước mặt Hạ Thiên, vì vậy hắn mạnh cỡ nào, không cần nói cũng hiểu. Thạch Trường Canh không khỏi đưa mắt nhìn Vân Thanh, có lẽ bây giờ hắn đã hiểu vì sao Vân Thanh tiếp nhận một Hạ Thiên có nhiều người phụ nữ khác như vậy. Một người đàn ông hùng mạnh, sợ rằng khó thể ở bên cạnh một người phụ nữ. Khoảnh khắc này tâm tình của Thạch Trường Canh cũng rất buông lỏng, vì hắn biết rõ sau này dù xảy ra chuyện gì thì Vân Thanh và con gái thuần thuần của hắn sẽ rất an toàn, hắn tin có Hạ Thiên thì chẳng có ai có thể ức hiếp được Vân Thanh, như vậy sẽ chẳng có ai ức hiếp được con gái bảo bối của hắn. Quỷ Keo Kiệt, sao chị lại đến đây? Không phải chị may quần áo ở thủ đô sao? Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi thăm Ninh Khiết. Khi thấy Hạ Thiên rất quen thuộc Ninh Khiết thì đám thôn dân và cảnh sát đều có chút không yên, vừa rồi khi hắn đánh ngã Tống Hùng và Tống Kiệt thì mọi người rất hưng phấn, vì bọn họ cảm thấy Hạ Thiên sẽ giúp mình. Nhưng bây giờ bọn họ phát hiện Hạ Thiên hình như cũng có quen biết đối phương, điều này có chút phiền toái. Tôi không phải may quần áo cho người ta, tôi là nhà thiết kế thời trang, tôi đến đây du lịch được không? Tôi nghe nói Thanh Phong Sơn có phong cảnh tốt, tôi tới tìm chút linh cảm.
Cuối cùng tôi nói lại, tôi không phải là quỷ keo kiệt. Ninh Khiết thở phì phò nói, khi thấy mặt Hạ Thiên thì nàng đã tức giận. Dù nàng biết người đàn ông này cải biến vận mệnh của mình, làm cho nàng có được những thứ khó thể tưởng, nhưng hắn lại luôn làm nàng tức giận. Thiết kế thời trang không phải làm quần áo sao? Hạ Thiên bĩu môi. Còn nữa, tôi thấy đầu óc cô có vấn đề rồi, Thanh Phong Sơn là địa phương gì, có quái gì mà du lịch? Cậu đừng quan tâm. Ninh Khiết tức giận nói. Này, sao cậu còn chưa lấy tay ra? Ninh Khiết nói như vậy làm ánh mắt mọi người nhìn về phía ngực nàng, sau đó mọi người phát hiện tư thái của hai người quá mập mờ. Thì ra Hạ Thiên quên chưa thu tay, hắn cứ để tay trước ngực Ninh Khiết 1 cm, bộ dạng giống như muốn phủ bàn tay lên ngực nàng. Còn nói không phải quỷ keo kiệt, tôi chưa đụng vào cô, có gì mà không được. Hạ Thiên bĩu môi, sau đó hắn thu tay về rồi bổ sung thêm một câu. Mà đụng vào cũng có sao, cũng chẳng phải chưa từng đụng qua. Lưu manh, Ninh Khiết đỏ mặt, nàng lui về phía sau vài bước. Tôi không thèm nghe cậu nói nữa, cậu đã thương vệ sĩ của tôi, bây giờ cậu chữa tốt cho bọn họ, tôi muốn đi Thanh Phong Sơn. Bọn họ là vệ sĩ của cô sao? Hạ Thiên nhìn Ninh Khiết, sau đó hắn đột nhiên vươn tay chụp lấy cổ tay nàng. Này, cậu làm gì vậy? Ninh Khiết có hơi sững sờ. Tống Mai và Tống Lan cũng lắp bắp kinh hãi, hai nàng vội vàng quát. Mau buông Ninh tiểu thư ra. Hai người câm miệng, nếu không tôi xử lý cả hai. Hạ Thiên trừng mắt nhìn hai nàng, sau đó hắn nhìn Ninh Khiết. Tôi đã nói rồi, chị đừng nhỏ mọn như vậy, sợ tay có gì mà la lối sùm, có chỗ nào trên người chị mà tôi chưa từng sợ qua. Cậu! Ninh Khiết đỏ bừng mặt, khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên. Tống Mai và Tống Lan cực kỳ ngạc nhiên, vì sao Ninh tiểu thư lại có quan hệ với Hạ Thiên như vậy? Nếu là như thế thì sao tiểu thư lại thu Ninh tiểu thư làm đồ đệ? Điều này đúng là quá khó tưởng. Vân Thành cách đó không xa lại cảm thấy ghen ghét, sắc lang này rốt cuộc có bao nhiêu phụ nữ? Hơn nữa vì sao phụ nữ của hắn chưa nói đến vấn đề ai cũng xinh đẹp, hơn nữa lại có thân phận không tầm thường. Một luật sư như nàng cũng coi như có chút thân phận trong mắt người thường, ít nhất cũng là thành phần trí thức cao cấp, nhưng nếu so với cô gái chạy chiếc Rolls Royce kia, nàng chỉ là một cô gái nông thôn mà thôi. Vân Thanh vô thức đem mình so sánh với Ninh Khiết, sau đó nàng phát hiện điều mình chiếm thượng phong chính là thân hình, nhưng đối phương hình như có cặp chân dài thon gọn, hình như hấp dẫn hơn nàng. Lúc này Hạ Thiên đã thả tay Ninh Khiết ra, hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Này, cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Ninh Khiết nhịn không được phải hỏi, trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ Hạ Thiên đã phát hiện ra bí mật của mình? Không có gì. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hỏi. Chị thật sự muốn đến Thanh Phong Sơn sao? Tất nhiên là thật. Ninh Khiết tức giận nói. Nhưng bây giờ 4 vệ sĩ của tôi đã có 2 bị thương, sao đi được? Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu nói. Được rồi, tuy chị là quỷ keo kiệt, nhưng tôi không nhỏ mọn, tôi sẽ trị thương cho bọn họ. Hạ Thiên nói xong thì đi về phía Tống Hùng và Tống Kiệt, hắn cầm châm trên tay đâm cho mỗi người vài chục cái. Sau đó đứng lên đi đến trước mặt Ninh Khiết. Được rồi, tùy bọn họ chưa hoàn toàn tốt, nhưng cũng không còn vấn đề gì, 2 ngày sau sẽ tự khỏi hẳn. Chương 809, Thần Tiên Hạ Thiên. Ninh Khiết vốn có chút hoài nghi nhưng thấy Tống Hùng và Tống Kiệt đã đứng lên, vì vậy nàng lập tức tin tưởng Hạ Thiên, nhưng trong lòng cũng có chút buồn bực, người này tốt như vậy từ khi nào? Chúng tôi đi trước, nơi này cách Thanh Phong Sơn rất xa, tôi muốn đến đó trước khi trời tối. Ninh Khiết không muốn ở lại đây, nàng mở miệng nói. Đi đi. Hạ Thiên phất tay, bộ dạng giống như ước gì Ninh Khiết đi nhanh nhanh. Ninh Khiết không nói thêm điều gì, nàng mở cửa xe đi vào bên trong, đám người Tống Hùng cũng nhanh chóng lên xe, chiếc Rolls Royce chạy đi, lúc này không ai ngăn cản. Cục trưởng Thạch, chúng ta phải làm sao? Đúng vậy, cục trưởng Thạch, anh phải làm chủ cho chúng tôi. Chân của tôi đau quá, ai trợ giúp đến bệnh viện cái? Cục trưởng Thạch, ai lo tiền thuốc men cho chúng tôi? Khi đám người Ninh Khiết bỏ đi thì đám thôn dân bắt đầu náo loạn, lần này đối tượng chính là Thạch Trường Canh. Thạch Trường Canh nhíu mày, nhiều người bị thương như vậy, sợ rằng nếu không bỏ ra vài chục ngàn sẽ khó thể xử lý xong. Bây giờ hắn không dám vỗ ngực hỗ trợ thuốc men, nhưng hắn cũng biết, nếu thật sự muốn tìm người đánh để lấy tiền, điều đó là không thể. Chồng, cậu có thể chữa cho bọn họ được không? Vân Thanh nhìn Hạ Thiên. Nàng khẽ hỏi,
Tất nhiên là được, chỉ là vấn đề nhỏ, gãy tay gãy chân mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vậy cậu hỗ trợ chữa trị cho bọn họ đi, nếu không chú Thạch sẽ rất phiền toái. Vân Thanh khẽ hạ giọng năn nỉ. Được rồi. Hạ Thiên đồng ý ngay, lúc này hắn khó thể từ chối yêu cầu của Vân Thanh, phương diện khác hắn cũng cần nhờ Thạch Trường Canh giúp chuyện mua lại Thanh Phong Sơn, vì vậy nên tạo ra nhân tình cho đối phương. Hạ Thiên bắt đầu hành động, trước tiên hắn dùng tốc độ nhanh nhất để nối xương cho thôn dân, sau đó dùng ngâm châm đâm lên mỗi người vài cái. Vì nhân số đông mà toàn bộ quá trình cũng chưa đến nửa giờ. Hơn nửa giờ trước đó Hạ Thiên dễ dàng đánh ngã Tống Hùng và Tống Kiệt, mọi người khi đó cho rằng hắn là võ lâm cao thủ như trong phim, nhưng bây giờ hầu như ai cũng coi hắn là thần tiên. Không phải chỉ là thôn dân, thậm chí là đám cảnh sát và chính Thạch Trường Canh cũng coi Hạ Thiên như một tồn tại giống thần tiên, chỉ mất nửa giờ mà trị thương cho tất cả thôn dân và cảnh sát bị đánh, hơn nữa ai được điều trị cũng cảm thấy mình còn tốt hơn trước kia, đây không thể nói là kỳ tích, phải nói là thần tích. Vài trăm thôn dân đều dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Hạ Thiên, đám cảnh sát cũng nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt kính nể, chỉ trong nửa giờ mà hình tượng của hắn cao hẳn lên trong lòng người. Bọn họ cảm thấy dùng hai chữ thần y còn chưa đủ để miêu tả Hạ Thiên, xem ra phải dùng chữ thần tiên. Chị Vân Thanh, chúng ta về thôi. Hạ Thiên làm như không thấy ánh mắt kính ngưỡng của mọi người, hắn thấy bây giờ mình nên quay về, hắn có vài chuyện quan trọng muốn nói với Kiều Tiểu Kiều. À, được. Vân Thanh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó nàng nhìn Thạch Trường Canh. Chú Thạch, chúng cháu về huyện thành trước. Cháu đi đi. Thạch Trường Canh gật đầu. Tối nhớ về nhà dùng cơm. Vâng. Vân Thanh lên tiếng, sau đó nàng đi theo Hạ Thiên lên xe, cuối cùng nhanh chóng lái xe bỏ đi. Còn Thạch Trường Canh phải ở lại giải quyết hậu quả, tạm thời khó thể đi ngay. Khi Hạ Thiên về đến khách sạn Đông Thăng thì đã là 2 giờ chiều. Vì sao không đưa người đẹp luật sư đến? Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Phượng Nhi không khỏi dùng giọng giễu cợt nói, nàng giống như có thù oán với Hạ Thiên, luôn gây khó khăn cho hắn. Này, hai người về phòng đi. Hạ Thiên nói với Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Vì sao? Kiều Phượng Nhi có chút mất vui. Tôi muốn ngủ với vợ, hai cô không phải là vợ tôi, tất nhiên phải ra ngoài. Hạ Thiên tức giận nói. Kiều Phượng Nhi chợt ngẩn ngơ. Sau đó nàng tức giận mắng một câu. Lưu manh, Phượng Nhi, Hoàng Nhi, các em về phòng nghỉ ngơi đi. Kiều Tiểu Kiều lúc này mở miệng nói. Kiều Phượng Nhi nghe Kiều Tiểu Kiều nói như vậy tuy không tình nguyện nhưng cũng chỉ còn cách bỏ đi. Trong lòng nàng thầm mắng Hạ Thiên, lưu manh chết tiệt, giữa ban ngày mà muốn gây tai họa cho Kiều Tiểu Thư. Kiều Hoàng Nhi thì chẳng thấy có gì không đúng, nàng thấy Kiều Tiểu Thư nhà mình cuối cùng cũng sẽ phải lên dĩa, các nàng là vệ sĩ. Thật sự không quản được chuyện này. Khi Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi ra ngoài thì Hạ Thiên cũng đóng cửa phòng lại. Chồng, anh ăn cơm chưa? Kiều Tiểu Kiều dịu dàng hỏi. Còn chưa? Hạ Thiên lắc đầu, hắn quả thật còn chưa ăn, vừa rồi Vân Thanh chạy về Thạch Gia, chính hắn lại chạy về khách sạn Đông Thăng. Có muốn dùng chút cơm không? Kiều Tiểu Kiều vội vàng hỏi. Trước tiên không cần. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn có chút buồn bực. Vợ, xem ra an phận cũng không có tác dụng, Tống Ngọc Mị kia có lẽ biết anh ở đây. Cái gì? Kiều Tiểu Kiều chợt kinh hoàng. Chồng, sao anh lại nói như vậy? Hạ Thiên nói rõ sự kiện vừa rồi gặp được Ninh Khiết, đồng thời còn giải thích. Vợ, bốn vệ sĩ của Ninh Khiết chính là thủ hạ của Tống Ngọc Mị, trước đó bọn họ đã từng vây công anh, bây giờ bọn họ đi Thanh Phong Sơn, nhất định là Tống Ngọc Mị kia nghi ngờ thần tiên tỷ tỷ ở Thanh Phong Sơn. Ninh Khiết kia bây giờ có thân phận gì? Kiều Tiểu Kiều hỏi đến vấn đề mấu chốt. Anh cảm thấy có lẽ chị ta là đồ đệ của Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên suy nghĩ. Lần trước gặp mặt chị ta anh đã nghi ngờ, hôm nay bắt mạch thì thấy khí tức của cô ấy cực kỳ tương tự Tống Ngọc Mị, cũng có chút âm hỏa. Anh khẳng định bọn họ không phải đến Thanh Phong Sơn du lịch, bọn họ đến để tìm thần tiên tỷ tỷ. Nếu đã như vậy thì vì sao chồng còn chữa trị cho hai tên kia? Để bọn họ đi Thanh Phong Sơn. Kiều Tiểu Kiều nghĩ mãi mà không hiểu. Nếu anh không làm vậy thì Tống Ngọc Mị sẽ càng nghi ngờ thần tiên tỷ tỷ có mặt ở đó, nếu anh làm vậy thì Tống Ngọc Mị có lẽ sẽ nghĩ khác. Hạ Thiên nói ra ý nghĩ của mình. Thật ra cho bọn họ đi cũng không sao, với bản lĩnh của bọn họ, chắn chắn sẽ không tìm được thần tiên tỷ tỷ. Anh không lo Ninh Khiết, anh chỉ sợ Tống Ngọc Mị, nhưng bây giờ chị ta không có mặt ở đây. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm.
chính anh cũng thấy Tống Ngọc Mị kia bây giờ đang bị thương rất nặng mới đúng, lần trước thiếu chút nữa anh đã giết chết chị ta nhưng chẳng hiểu vì sao lại không việc gì. Nhưng vì sao chị ta không đến tìm anh, hay thân thể có vấn đề? Chương 810, rốt cuộc có muốn xuống không? Chồng, nếu không anh đến Thanh Phong Sơn một chuyến để hỏi thăm chị Nguyệt xem thế nào? Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ một lát rồi đề nghị. Hạ Thiên suy nghĩ, hắn có chút động tâm nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Anh thấy hai là không đi, lỡ may Tống Ngọc Mị ở gần nơi đó, nếu có người theo dõi anh thì còn phát hiện ra, nhưng nếu chị ta theo dõi thì sợ rằng anh sẽ không phát hiện ra, anh cũng không muốn đưa chị ta đến tìm thần tiên tỷ tỷ. Chồng, em cảm thấy anh nên tin tưởng mình, Tống Ngọc Mị kia trước khi gặp anh thì đã có vấn đề, khi đó anh còn làm cho tình huống của chị ta thêm xấu, dù chị ta còn sống thì cũng sẽ không tốt như trước, sợ rằng sẽ hỏng bét. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu nói. Em cảm thấy chị ta đáng lý phải đang dưỡng thương, không tự mình đến đây, có lẽ chị ta thu Ninh Khiết làm đồ đệ cũng vì muốn thực hiện những gì không làm được, cần phải có người thay thế. Vợ, em nói cũng đúng, nhưng bây giờ anh không thể đi tìm thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ. Kiều Tiểu Kiều có chút mê hoặc. Chồng, anh không phải rất muốn về với chị Nguyệt sao? Cũng vì rất muốn nên anh mới không về. Vẻ mặt Hạ Thiên cũng có chút khác thường, có chút dịu hiền, có chút nhớ nhung. Anh vốn cho rằng dưới núi rất thú vị, hơn nữa sau khi xuống núi anh mới phát hiện càng ngày càng nhớ thần tiên tỷ tỷ, bây giờ anh về thì sợ rằng sẽ không muốn đi xuống. Chồng, nếu anh thật sự nhớ thần tiên tỷ tỷ, anh có thể trở về cùng chị ấy, sau này em có thể lên núi tìm anh. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói, người khác không hiểu cảm tình giữa Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã, nhưng nàng lại biết rất rõ. Từ khi 3 tuổi thì Hạ Thiên đã ở cùng Nguyệt Thanh Nhã đến năm 19. Suốt 16 năm hắn không xa rời Nguyệt Thanh Nhã, tình cảm đã đến mức độ khó thể miêu tả. Lần này hắn rời khỏi Nguyệt Thanh Nhã hơn 3 tháng, hắn khó thể kiềm nén được dư vị tưởng niệm, điều này là rất bình thường. Vì thần tiên tỷ tỷ mà anh không thể về. Hạ Thiên lắc đầu. Anh ở trên núi 16 năm, luyện đến đệ nhị châm nghịch thiên bát châm, nhưng anh chỉ xuống núi 3 tháng mà luyện đến đệ tứ châm, nếu anh tiếp tục ở lại thì có thể luyện đến đệ ngũ châm. Nếu anh quay về thì sợ rằng rất nhiều năm sau mới thi triển được đệ ngũ châm. Hạ Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó chính là phương hướng Thanh Phong Sơn, vẻ mặt hắn rất chăm chú. Như những gì thần tiên tỷ tỷ đã từng nói, anh xuống núi sẽ gặp cơ duyên, như vậy sẽ nhanh chóng luyện thành nghịch thiên bát châm, vì vậy anh không muốn quay về. Anh cần phải luyện được đệ ngũ châm mới về núi, như vậy anh có thể chữa trị cho thần tiên tỷ tỷ, sau đó có thể cùng chị ấy xuống núi. Nếu anh cứ bỏ đi như vậy, em và cảnh sát tỷ tỷ và những chị khác phải làm thế nào? Anh không thể không chịu trách nhiệm như vậy. Kiều Tiểu Kiều cuối cùng cũng hiểu, Hạ Thiên không muốn về núi cũng có ý nghĩ của riêng mình, quan trọng nhất không phải sợ Tống Ngọc Mị, hắn sợ mình sẽ không nỡ xuống núi. Cuối cùng hắn làm vậy cũng vì thần tiên tỷ tỷ, tất nhiên hắn còn nhớ các nàng, hắn sẽ chẳng vứt lắc các nàng ở thành phố mà không quan tâm. Chồng, nếu anh đã nghĩ như vậy thì cứ thế mà làm. Kiều Tiểu Kiều cũng không khuyên Hạ Thiên về Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn không nói gì mà chỉ chậm rãi nằm xuống giường, hắn nghĩ đến một ngọn núi cao ở ngoài xa vài chục km, nơi đó có một giai nhân tuyệt thế. Đến 3 giờ chiều thì Hạ Thiên mới áp chế được nỗi nhớ đối với thần tiên tỷ tỷ, sau đó hắn nhớ mình còn chưa dùng cơm trưa, vì vậy mà rời khỏi khách sạn tìm một nhà hàng nhỏ kiếm vài món lót dạ. Kiều Tiểu Kiều cũng muốn đi theo Hạ Thiên, nhưng hắn nghĩ mình ăn cơm rất nhanh, sẽ lập tức quay về. Kiều Tiểu Kiều cũng đã ăn cơm chưa từ lâu, hắn cũng không đưa nàng đi, để nàng nghỉ ngơi. Hạ Thiên đang ăn cơm thì có người vào nhà hàng, người này liếc mắt đã nhận ra Hạ Thiên, hắn lập tức nổi giận. Là mày sao? Hừ, tao cũng đang định tìm mày. Ngu ngốc cút ngay. Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn người vừa đến, hắn biết đối phương, chính là ông chủ nhà hàng chặt chém đã bị hắn dở nhà, là Dương Miễu. Con bà nó, mày bồi thường nhà hàng cho tao. Dương Miễu nổi giận đùng đùng đi về phía Hạ Thiên. Ngu ngốc. Hạ Thiên mắng một câu. Hừ, mày đặt bom trong nhà hàng của tao sao? Nếu không vì sao chỉ có nhà hàng của tao đổ sập mà các ngôi nhà chung quanh lại không sao? Dương Miễu trước nay luôn nghi ngờ về vấn đề này, nhưng hắn nghĩ mãi mà không ra. Cuối cùng hắn tìm ra một khả năng có chút tin tưởng, đó chính là thằng khốn này đặt bom đánh sập nhà mình. Thằng ngu. Chú nghe thấy tiếng bom nổ sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Dương Miễu. Đầu như đầu heo, bom nổ sẽ làm nhà chú lung lay sao?
vậy mày nói nhà tao bị động đất à? Động đất sao chỉ ảnh hưởng chỉ riêng nhà tao? Dương Miễu tức giận nói. Ngu quá, đó tất nhiên không phải là động đất. Hạ Thiên dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Dương Miễu. Là anh dỡ xuống. Dương Miễu có chút sững sờ, sau đó nổi giận. Như vậy mày thừa nhận đã đánh sập nhà tao sao? Đúng vậy, là anh, chú muốn sao? Hạ Thiên lười biếng nói, sau sự kiện Ninh Khiết đến đây thì hắn đã chẳng cần an phận, dù sao thì Tống Ngọc Mị cũng biết hắn ở đây, an phận vô dụng. Ông giết mày. Dương Miễu nghe Hạ Thiên thừa nhận thì lập tức nổi điên, hắn thuận tay chụp lấy một chiếc ghế phóng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vung tay chụp lấy ghế, sau đó đập lên người Dương Miễu. Người này bị đánh ngã lăn xuống đất, sau đó Hạ Thiên duỗi chân đá đối phương ra khỏi nhà hàng. Phiền nhất là đám phá rối bữa cơm. Hạ Thiên bất mãn nói một câu. Ngon thì chờ đấy. Dương Miễu bò lên, hắn tức giận mắng một câu, sau đó gọi điện thoại, rõ ràng đang gọi người. 10 phút sau Hạ Thiên ăn cơm xong, hắn tính tiền và đi ra khỏi nhà hàng không chút hoang mang. Khi hắn ra đến cửa thì thấy vài tên đàn ông, cơ bản đều còn trẻ, hơn 20, người duy nhất không còn trẻ chính là Dương Miễu. Chính là nó, đập đi. Dương Miễu chỉ Hạ Thiên rồi phẫn nộ gào lên. Chương 811, càng to càng đẹp. 10 tên thanh niên nhìn Hạ Thiên, cả đám định xông đến. Hạ Thiên thấy tình cảnh như vậy thì có chút vui sướng, hắn lẩm bẩm. Sau khi ăn xong thì thư giãn gân cốt, như vậy sẽ sống lâu. Các chú tiến lên đi, anh vận động chút cho vui. Nhưng Hạ Thiên lại thất vọng, vì đám kia thấy rõ bộ dạng Hạ Thiên thì đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt tràn đầy nụ cười, bộ dạng nịnh hót. Thì ra là lão nhân gia. Hạ thần tiên, ngài dùng cơm ở đây sao? Chào Hạ thần tiên. Chúng mày làm gì vậy? Dương Miễu có chút tức giận. Mau ra tay, đánh xong đi nhậu. Đúng vậy, ra tay đi, anh đang muốn thư giãn gân cốt. Hạ Thiên cũng thúc giục. Mười mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng 4 tên gần bên cạnh Dương Miễu chợt hành động, bọn họ chụp lấy tay chân của Dương Miễu rồi giơ lên. Điều này, Hạ thần tiên, tên này đầu óc có vấn đề, anh đừng so đo với hắn. Đúng vậy, tên này bị tâm thần, chúng tôi đưa hắn đến bệnh viện. Đi mau, đi mau. Mọi người ồn ào rồi nâng Dương Miễu bước đi. Thả ta ra, các người làm gì vậy? Dương Miễu không biết có chuyện gì phát sinh, hắn vừa điện thoại cho người trong thôn, biết có hơn 10 người mới vào thị trấn, vì vậy lập tức kéo bọn họ đến hỗ trợ, nào ngờ sự việc lại như vậy. Tao không bệnh, tao không bị tâm thần. Dương Miễu giãy giụa. Đám tâm thần thường nói đầu óc của mình không có vấn đề, đi mau, mau đưa đến bệnh viện, không nên chậm trễ. Có người nói một câu. Sau đó nhét vào miệng Dương Miễu một cái bánh bao, cuối cùng cả đám bỏ chạy mất biệt. Hạ Thiên có chút buồn bực, xem ra muốn thư giãn gân cốt cũng hơi khó. Tình cảnh Hạ Thiên gặp phải bây giờ cũng khó trách ai được, vì 10 tên vừa rồi không phải ở nơi nào khác, bọn họ đến từ thôn Hạ Dương, nếu nói một cách chính xác hơn thì trước đó 1 giờ đã được Hạ Thiên chữa lành. Tuy bọn họ cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng có vài người không yên tâm mà đến bệnh viện huyện kiểm tra. Đúng lúc bọn họ nghe được tin Dương Miễu bị người ta ức hiếp. Dương Miễu là người cùng thôn Hạ Dương, kết quả là đám thanh niên muốn chạy đến đánh nhau một trận, nhưng khi thấy người ức hiếp Dương Miễu là Hạ Thiên thì bọn họ nào dám ra tay, vì vậy lập tức bỏ chạy. Không có ai thư giãn gân cốt, thôi thì quay về với Tiểu Kiều. Hạ Thiên có chút khó chịu, hắn muốn thư giãn gân cốt nhưng cũng không muốn tìm người để đánh, dưới tình huống bình thường, người khác không động đến hắn, hắn sẽ chẳng động đến bọn họ. Hạ Thiên cuối cùng cũng đi về khách sạn Đông Thăng, nhưng hắn không đi vào phòng của Kiều Tiểu Kiều, vì Kiều Phượng Nhi đã ngăn cản hắn ngay ngoài cửa. Này, đừng vào, Kiều Tiểu Thư vừa ngủ, anh sẽ làm chị ấy thức dậy mất. Kiều Phượng Nhi khẽ nói. Đang ngủ sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, bây giờ không phải là buổi tối, Tiểu Kiều sao lại ngủ? Gần đây Kiều Tiểu Thư có thể ăn có thể ngủ, không phải chuyện tốt anh làm ra sao? Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Lúc này nàng bắt đầu hoài nghi Kiều Tiểu Kiều có thật sự mang thai, nếu không vì sao lại giống hệt một phụ nữ có mang như vậy. Hạ Thiên suy nghĩ và phát hiện ra điều này thật sự là công lao của mình, tất nhiên cũng không giống như những gì Kiều Phượng Nhi đang nghĩ, nguyên nhân cuối cùng cũng vì hắn tẩy tủy cho Kiều Tiểu Kiều. Trước kia Kiều Tiểu Kiều ngủ không được nhiều, bây giờ thân thể đã tốt, coi như ngủ bù những ngày trước. Cuối cùng Hạ Thiên lại nghe theo lời đề nghị của Kiều Phượng Nhi. Hắn không đi vào phòng Kiều Tiểu Kiều mà đi về phòng đối diện,
là phòng của Kiều Phượng Nhi à? Kiều Hoàng Nhi. Nhưng lúc này trong phòng không có Kiều Hoàng Nhi, nàng đang ở trong phòng Kiều Tiểu Kiều, tất nhiên chỉ còn lại Hạ Thiên và Kiều Phượng Nhi. Kiều Phượng Nhi đưa Hạ Thiên vào phòng thì chẳng quan tâm, nàng ngồi trên giường xem tivi. Bây giờ Kiều Phượng Nhi vẫn là một cô gái, nàng vẫn thích xem những bộ phim tình yêu ướt át mà Hạ Thiên cảm thấy rất nhàm chán. Kiều Phượng Nhi xem đến mê mẩn, mãi đến lúc quảng cáo thì nàng mới phát hiện có gì đó là lạ. Nàng quay đầu lại nhìn, nàng phát hiện Hạ Thiên đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, nhìn bộ ngực vượt mức thông thường của nàng. Anh nhìn gì vậy? Kiều Phượng Nhi có chút xấu hổ, lưu manh chết tiệt này làm ngực nàng lớn tướng, bây giờ ngồi đó thưởng thức sao? Tôi thấy có chút kỳ quái. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Có gì kỳ quái? Kiều Phượng Nhi căm giận hỏi. Anh nhìn kỹ một chút, phát hiện hình thể của em cũng rất tốt, đúng là kỳ quái. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Kiều Phượng Nhi lập tức bị chọc tức. Thân thể của tôi không sai thì có gì kỳ quái? Thật ra anh cảm thấy phụ nữ phải có dáng người cân xứng mới đẹp, bộ ngực lớn quá cũng không tốt. Thân hình của em có chút xíu, chỉ như An Khả Khả, vì vậy ngực em loại B thì coi như bình thường, nếu quá lớn sẽ không xứng, có chút dị dạng. Hạ Thiên phân tích rất chăm chú. Kiều Phượng Nhi không nhịn được phải mắng. Anh mới dị dạng. Em xem, bây giờ ngực em cỡ D, nếu so với dáng người thì phải là dị dạng, theo lý thì phải rất xấu mới đúng. Nhưng anh nhìn em khá lâu, anh thấy có chút kỳ quái, vì sao em không thấy dị dạng, thậm chí còn tốt hơn. Hạ Thiên có chút khó hiểu, cuối cùng hắn lẩm bẩm. Ngực càng to càng đẹp sao? Anh đúng là lưu manh. Kiều Phượng Nhi tức tối. Anh mới dị dạng, đầu óc của anh dị dạng, anh làm cho ngực tôi lớn như vậy còn mắng tôi dị dạng, anh đúng là tâm thần. Tôi không tâm thần, tôi rất bình thường. Hạ Thiên phản bác có chút mất hứng, sau đó hắn chăm chú nhìn Kiều Phượng Nhi. Này, thương lượng với cô một vấn đề được không? Chuyện gì? Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. Không bằng tôi làm ngực cô lớn thêm một chút nữa, như vậy sẽ đẹp hơn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Kiều Phượng Nhi trợn mắt há mồm, nàng chỉ vào Hạ Thiên mà cả ngày sau chưa nói nên lời, người này còn nói mình bình thường sao? Người này tuyệt đối là bệnh tâm thần chính cống. Này, rốt cuộc cô có đồng ý không? Khi thấy Kiều Phượng Nhi không nói thì Hạ Thiên hỏi. Nói nhảm, tất nhiên là không, anh dám ra tay với ngực tôi sẽ liều mạng với anh. Kiều Phượng Nhi tức giận nói, bộ ngực thế này nàng đã liên tục bị quấy rối, bây giờ nếu lớn hơn thì phát điên mất. Chương 812, mang người của ông cút đi. Có người nhỏ mọn vậy sao? Vì vậy mà liều mạng. Hạ Thiên có chút bất mãn. Không đồng ý thì thôi, sau này tìm người khác thí nghiệm là được. Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt căm giận nhìn Hạ Thiên, nàng không để ý đến hắn mà tiếp tục xem TV. Hạ Thiên bắt đầu suy nghĩ xem nên tìm ai làm thí nghiệm, có lẽ không phải là vợ hắn, nếu vợ trở nên không đẹp thì không hay lắm. Hạ Thiên nghĩ tới nghĩ lui mà cảm thấy Kiều Phượng Nhi này mới là nhân vật thí nghiệm tốt nhất, ngực của nàng đã khá lớn, bây giờ chỉ cần không mất bao lâu nữa sẽ có thể thấy được kết quả thí nghiệm. Phải làm sao để cô ấy đồng ý làm vật thí nghiệm? Hạ Thiên lầm bầm, trong lòng có chút buồn bực, vì sao đám vật thí nghiệm này đều nhỏ mọn. Trước kia Ninh Khiết cũng rất nhỏ mọn, bây giờ Kiều Phượng Nhi cũng không kém. Hạ Thiên còn chưa nghĩ ra cách thuyết phục Kiều Phượng Nhi làm vật thí nghiệm thì Kiều Tiểu Kiều đã tỉnh lại. Mà Hạ Thiên cũng quay về phòng Kiều Tiểu Kiều. Theo kế hoạch vào lúc ban đầu thì trước tên Kiều Tiểu Kiều sẽ liên lạc với Mạnh Tiến Tài, sau đó hội đàm với quan viên huyện Mộc Dương về vấn đề khai phá Thanh Phong Sơn. Nhưng bây giờ kế hoạch đã hoàn toàn rối loạn, vì vậy nàng cũng không ra khỏi cửa, trước tiên chỉ biết điện thoại cho Vân Thanh, để xem Thạch Trường Canh có đồng ý hỗ trợ hay không. Nhưng Vân Thanh còn chưa nói ra vấn đề, nàng định chờ buổi tối mới nhắc với Thạch Trường Canh. Nàng còn chủ động mời Kiều Tiểu Kiều cùng Hạ Thiên đến dùng cơm tối, nhưng Kiều Tiểu Kiều nhã nhặn từ chối lời đề nghị của Vân Thanh, chủ yếu nàng cảm thấy bây giờ đến vẫn chưa phù hợp. Vân Thanh cũng không cưỡng cầu, tối Hạ Thiên cũng không qua, hắn ngủ lại khách sạn với Kiều Tiểu Kiều. Ngay sau khi hắn và Kiều Tiểu Kiều dùng xong cơm tối thì Vân Thanh đã điện thoại đến. Thạch Trường Canh rất sảng khoái đồng ý hỗ trợ, hơn nữa sau khi dùng xong cơm tối thì đã đến nhà bí thư huyện ủy Tiết Thắng Lợi. Đặc biệt thương lượng với bí thư về vấn đề trên. Nếu là trước đó thì Thạch Trường Canh chắc chắn sẽ không đồng ý sảng khoái như vậy, nhưng sau khi chứng kiến tình cảnh ở thôn Hạ Dương thì Thạch Trường Canh biết Hạ Thiên không phải là người thường, dù nể mặt Vân Thanh hay với lợi ích của bản thân,
vì kéo gần quan hệ với Hạ Thiên, hắn đồng ý là lựa chọn tốt nhất. Chồng, xem ra sự việc sẽ thuận lợi. Kiều Tiểu Kiều bây giờ khá lạc quan với tình huống. Trước tiên thì nàng cảm thấy chồng mình khá may mắn, vốn chỉ là theo đuổi Vân Thanh, bây giờ có được Vân Thanh mà cũng biết Thạch Trường Canh, vì vậy mà có thể giải quyết được vấn đề Thanh Phong Sơn. Đúng vậy, chúng ta bây giờ chỉ còn đợi tin tức của chị Vân Thanh mà thôi. Hạ Thiên cũng rất vui sướng. Đúng là mèo mù vớ được cá rán. Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh không khỏi thầm nói, lưu manh này tán được gái và còn làm được cả chuyện chính, đúng là khôn có thiên lý. Kiều Hoàng Nhi thì rất vui, nàng cảm thấy như vậy sẽ nhanh chóng được về Giang Hải, nàng cảm thấy khách sạn này điều kiện quá kém, không thể ở lâu. Nhưng dù là Hạ Thiên hay Kiều Tiểu Kiều cũng vui mừng quá sớm, đáng lý ra Vân Thanh nói buổi tối sẽ có tin, nhưng thực tế cả buổi tối Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều không nhận được bất kỳ tin tức gì của Vân Thanh. Hạ Thiên ôm Kiều Tiểu Kiều ngủ cả tối, hắn không ăn sạch nàng, tuy nàng đã béo lên khá nhiều nhưng hắn hy vọng phải thêm một chút nữa mới ăn được, hắn tuyệt đối không sốt ruột. Sáng hôm sau, ông xã, điện thoại kìa. Hạ Thiên tỉnh lại dưới tiếng chuông điện thoại là âm thanh dễ nghe của Kiều Tiểu Kiều, hắn cầm lên xem, là Vân Thanh điện thoại đến, vì vậy hắn lập tức nhận điện thoại. Chị Vân Thanh, Hạ Thiên vừa nói được vài câu thì đã bị chặn họng. Chồng, cậu đến ngay. Chú Thạch xảy ra chuyện. Giọng điệu của Vân Thanh rất vội vàng. Hạ Thiên chợt sững sờ. Chị Vân Thanh, chị ở đâu? Trong nhà chú Thạch, cậu đến mau. Vân Thanh có chút gấp gáp. À, tôi đến ngay. Hạ Thiên nhảy dựng lên, hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đồng thời nói một câu với Kiều Tiểu Kiều. Vợ, anh đến chỗ chị Vân Thanh, Thạch Trường Canh hình như xảy ra chuyện. Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng và chạy về phía biệt thự ven sông của Thạch Trường Canh. Chưa mất 2 phút hắn đã chạy đến mục đích, lúc này hắn phát hiện ngoài cổng có vài chiếc xe, có vài người đứng trong sân, có vài tên muốn vào nhưng bị Vân Thanh cản lại. Tôi cảnh cáo cô một lần cuối, nếu cô không mở cửa, tôi sẽ bắt cả cô. Lúc này một người đàn ông trung niên đứng đối diện với Vân Thanh chợt quát lên chói tai. Tôi là Quách Hạo, là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Thạch Trường Canh đã bị kỷ luật, bây giờ chúng ta cần phải khám xét chỗ ở, nếu cô không mở, coi như ngăn cản công vụ. Sao lại là ông? Hạ Thiên lóe người đến bên cạnh Vân Thanh, hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn Quách Hạo. Có phải ông muốn bị cảm nắng nữa không? Là cậu. Khi thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt Quách Hạo chợt biến đổi, tuy thực tế Quách Hạo chỉ có một lần liên hệ với Hạ Thiên, nhưng không thể nghi ngờ ấn tượng của Quách Hạo với Hạ Thiên là rất sâu. Hạ Thiên tuy không có ấn tượng quá sâu với Quách Hạo, nhưng người này từng muốn bắt cảnh sát tỷ tỷ của hắn, vì vậy hắn vẫn nhớ rõ. Lần đó Quách Hạo và hơn phân nửa thủ hạ bị cảm nắng phải đưa vào bệnh viện, cuối cùng Lãnh Băng Băng cũng bị bắt về ủy ban kỷ luật. Nhưng dù là Quách Hạo hay Hạ Thiên cũng không ngờ sẽ gặp mặt nhau, hơn nữa lại không phải ở thành phố Giang Hải, mà ở huyện Mộc Dương cách Giang Hải vài trăm km. Nói nhảm, tất nhiên là tôi. Hạ Thiên có chút mất vui. Bây giờ hắn chợt nghĩ ra, hình như Quách Hạo này có liên quan đến Đồng Lâm đã rơi dụng trước đó. Khi đó Đồng Lâm muốn đối phó với cảnh sát tỷ tỷ, nhưng sau khi hắn xử lý Đồng Lâm thì chưa làm gì Quách Hạo, vì vậy Quách Hạo may mắn không sao. Nhưng bây giờ hắn đã đụng mặt Quách Hạo, cần phải tính toán lại. Lúc này Hạ Thiên không đợi Quách Hạo mở miệng mà nói. Này, tôi cảnh cáo ông, mau đưa người cút đi, nếu không tôi sẽ chẳng khách khí. Nói gì vậy? Biết đây là ai không? Đây là bí thư Quách của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Bên cạnh có người quát lên với Hạ Thiên. Cút! Hạ Thiên trừng mắt mất kiên nhẫn nhìn đối phương. Không tôi đánh ông. Đánh tao, đúng là đáng cười, mày ra tay thử xem. Xem tao làm gì mày? Á! Người này không biết Hạ Thiên, vì vậy hắn cho rằng sự việc quá đáng cười. Nhưng hắn còn chưa kịp cười thì đã cảm thấy bụng đau nhức dữ dội. Cơ thể chợt phóng lên bay ra khỏi sân, ngã ở ven đường. Chương 813, đông lạnh ra phong hàn. Đúng là cần ăn đòn. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, sau đó hắn nhìn Quách Hạo. Này, ông có muốn đi không? Đám người sau lưng Quách Hạo chợt trợn mắt há mồm, tiểu tử này là ai? Sao quá khoa trương như vậy? Nhưng bọn họ cũng không có hành động, vì bọn họ thấy Quách Hạo quen biết tiểu tử này. Chỉ cần thấy đối phương không sợ bí thư Quách người ủy ban kỷ luật thì biết lai lịch không nhỏ, bọn họ quyết định không làm chim đầu đàn, chỉ lặng lẽ xem kỳ biến. Hạ Thiên, cậu không nên quá phận. Quách Hạo rất tức giận. Chúng tôi làm việc theo pháp luật, bây giờ hành vi của cậu là phạm tội.
Này, đừng nói nhảm, ông có cút đi không? Nếu không tôi sẽ cho ông cảm nắng một lần nữa. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, hắn dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu. Không đúng, bây giờ thời tiết có hơi lạnh, bị cảm nắng cũng khó, có lẽ tôi cho các ông bị phong hàn thì hay hơn. Vẻ mặt Quách Hạo trở nên âm trầm, hắn biết rõ người này không dễ chọc, đặc biệt là sau khi hắn nghe tin Đổng Lâm chết đi không phải vì Thượng Mã Phong và vì Hạ Thiên ra tay. Quan trọng là bây giờ thanh danh của Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải đã khủng bố hơn trước kia rất nhiều, đã vượt xa thời điểm trước đó, điều này làm hắn cảm thấy rất kiêng kỵ. Nghe được lời uy hiếp của Hạ Thiên, lại nhớ đến kinh nghiệm cảm nắng trước đó, trong lòng Quách Hạo rất muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng vấn đề là hắn biết mình không thể lùi bước, không phải vì hành động lần này chính là lời nhắn nhủ của chủ tịch mới đến nhận chức, càng bởi vì hắn biết nguyên bí thư ủy ban kỷ luật sắp được điều đi. Hắn thân là phó bí thư, rất có khả năng tiếp nhận chức vụ bí thư. Đối với hắn thì đây là một cơ hội rất lớn, nếu hắn làm tốt thì không chỉ tính đó chỉ là một thành tích, hơn nữa còn coi như giúp đỡ chủ tịch, nếu hắn cứ bỏ đi như vậy thì xem như tương lai xa vời. Hạ Thiên, bây giờ tôi tiếp nhận điều tra nơi ở của Thạch Trường Canh, dù là ai cũng không được phép ngăn cản, nếu cậu cứ khư khư cố chấp, cậu sẽ... Quách Hạo quyết định nghênh đón khó khăn, lần này hắn không thể lùi bước. Hắn muốn đánh cuộc một lần vì tương lai của mình. Nhưng Quách Hạo rõ ràng là đặt cược sai, hắn còn chưa nói hết lời thì cảm thấy giật mình, toàn thân ớn lạnh. Tuy bây giờ nhiệt độ thực tế vẫn khá tốt nhưng hắn giống như đi vào trời đông giá rét. Quách Hạo chợt run lên, hắn đột nhiên hắt hơi, sau đó vô thức ôm chặt lấy người nhưng vẫn không hiệu quả, thân thể vẫn run lên. Cậu làm gì với tôi? Quách Hạo run cả hàm răng, hắn nhìn Hạ Thiên, bộ dạng nói chuyện không lưu loát. Thật đáng thương, thương hàn đến mức đông cứng rồi à. Tôi thấy anh là một người lớn, vì sao không biết mặc nhiều quần áo vào. Hạ Thiên ra vẻ rất đồng tình, sau đó hắn quay đầu nhìn những người khác. Này, bí thư Quách của các người bị bệnh, các người không muốn sinh bệnh thì đưa ông ta đến bệnh viện, nếu không các người sẽ lây bệnh phong hàn, tôi nói cho mà biết, phong hàn có nặng có nhẹ, cũng có khi chết người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vì vậy mà không biết làm sao cho phải. Nhắc đến vấn đề thời tiết này mà gặp phong hàn thì xác suất rất nhỏ, nhưng vấn đề là bọn họ bây giờ có thể thấy Quách Hạo run rẩy rất rõ ràng. Bí thư Quách, anh không sao đấy chứ? Cuối cùng cũng có người mở miệng hỏi một câu. Đi, mau rời khỏi đây, mau đưa tôi đến bệnh viện. Quách Hạo cuối cùng cũng không chịu được, thật sự quá lạnh, vô tình hắn cảm thấy mình giống như sắp chết đến nơi. Có những lời này của Quách Hạo thì đám người kia chẳng biết phải làm sao. Một lúc sau tất cả mọi người đều đi sạch. Đúng là một đám thích tự ngược, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hạ Thiên bĩu môi, hắn quay đầu nhìn Vân Thanh rồi nói. Chị Vân Thanh, không có gì rồi, đám người kia đã bị tôi đuổi đi. Vân Thanh dùng ánh mắt thất thần nhìn Hạ Thiên, người này đúng là có bản lĩnh, ngay cả người của ủy ban kỷ luật cũng phải sợ hắn. Nhưng nàng không nghĩ ra, vì sao chú Thạch lại đột nhiên bị ủy ban kỷ luật bắt đi. Dựa theo lẽ thường thì dù chú Thạch có vi phạm kỷ luật cũng chưa đến lượt ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đến điều chứ. Tối đa chỉ có vài người ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đến mà thôi, nhưng bây giờ không những chỉ có người của ủy ban kỷ luật đến, thậm chí là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy tự mình dẫn đội, tình cảnh như vậy có quá mức không? Chị, sao ba còn chưa quay lại? Lúc này Thạch Thuần cùng Vân Tú Mai từ trong nhà đi ra, Thạch Thuần kéo tay Vân Thanh rồi dùng giọng uất ức nói. Chị Thanh, làm sao bây giờ? Vân Tú Mai cũng rất lo lắng, tối qua không trở về không phải chỉ có Thạch Trường Canh, còn có cả Thạch Tiểu Hổ, bây giờ nghe nói Thạch Trường Canh bị kỷ luật, Vân Tú Mai thầm biết Thạch Tiểu Hổ hơn phân nửa cũng bị giữ lại. Thạch Tiểu Hổ thân là lái xe của Thạch Trường Canh, hơn nữa lại là cháu trai, vì vậy hắn rất được Thạch Trường Canh tín nhiệm. Nếu Thạch Trường Canh thật sự làm chuyện gì phạm pháp thì Thạch Tiểu Hổ có hơn phân nửa sẽ bị cuốn vào. Trước tiên chị tìm người hỏi thăm cái đã. Vân Thanh bây giờ cũng có chút sợ hãi. Nàng nhìn ánh mắt bất lực của em gái, lại nhìn ánh mắt lo lắng của Vân Tú Mai, nàng biết bây giờ mình không được dối, cần phải trấn tĩnh. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên, là Kiều Tiểu Kiều điện thoại đến. Vợ, đã thức dậy rồi à? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi thuận miệng nói. Chồng, đại ca vừa điện thoại cho em, nói là nhị bá nói cho anh ấy biết, tạm thời chúng ta nên quay về Giang Hải. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng nói. Nhị bá cũng biết em muốn khai phá Thanh Phong Sơn, nhưng bác ấy nói ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đang điều tra vấn đề của huyện Mộc Dương, bí thư Tiết Thắng Lợi,
bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an Thạch Trường Canh cùng bị kỷ luật. Nghe nói kỷ luật cũng không phải chỉ có hai người, hơn nữa tối qua Tiết Thắng Lợi và Thạch Trường Canh đã bị đưa về tỉnh, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì nhân sự huyện Mộc Dương sẽ đổi. Vì vậy bây giờ chúng ta căn bản không thể bàn gì về vấn đề khai phá Thanh Phong Sơn, cần phải đợi sau khi ban ngành mới xác định, như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục. Sao lại như vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực. Tối qua chúng ta còn tưởng rằng sự việc thành công đến nơi. Đúng vậy, em cũng cho rằng như vậy, nhưng người tính không bằng trời tính. Kiều Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ. Nhưng chồng cũng đừng lo lắng, sau khi phía Mộc Dương ổn định lại thì chúng ta đến cũng không muộn. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, đại ca còn nói, chuyện lần này do một tay chủ tịch Tống Kim Bình mới đến nhận chức ra tay. Ngay cả nhị bá cũng không biết vì sao Tống Kim Bình lại ra tay với huyện Mộc Dương. Vì sự kiện này rất đột nhiên, em nghĩ có gì đó là lạ. Chồng, anh nên tìm người ở thủ đô điều tra thêm, để xem Tống Kim Bình kia có quan hệ gì với Tống Ngọc Mị hay không. Chương 814, lại quay về Giang Hải. Chút nữa anh sẽ hỏi. Hạ Thiên trả lời, nếu hỏi điều này cũng không khó, chỉ cần điện thoại cho Mộc Hàm là được, hắn tin Mộc Hàm có thể điều tra được thân phận của Tống Kim Bình. Ừ, chồng, trước tiên cứ như vậy, em định hôm nay sẽ quay về, nhưng nếu anh còn muốn ở lại đây thêm vài ngày, em cũng có thể ở cùng anh. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Trước tiên anh hỏi chị Vân Thanh, để xem chị ấy có quay về Giang Hải không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Được, cứ như vậy, chồng, em cúp điện thoại trước. Kiều Tiểu Kiều nói xong thì cúp điện thoại. Lúc này Vân Thanh cũng đã điện thoại cho bạn ở phía thành phố Giang Hải. Nàng muốn tìm hiểu tình huống của Thạch Trường Canh. Chị Vân Thanh, chị không cần hỏi. Hạ Thiên nói rõ sự việc cho Vân Thanh. Chú Thạch của chị bị điều về thành phố Giang Hải, Tiểu Kiều chuẩn bị quay về Giang Hải, chị có muốn về không? Nếu chị cũng về, chúng ta sẽ cùng đi. Vân Thanh chợt kinh ngạc, nàng vội vàng hỏi. Chồng, cậu thật sự xác định chú Thạch bị đưa về thành phố Giang Hải sao? Đúng vậy, Tiểu Kiều nói cho tôi biết. Đây là tin tức cô ấy biết được từ nhị bá, mà nhị bá của Tiểu Kiều là phó chủ tịch tỉnh, có lẽ rất đáng tin cậy. Hạ Thiên trả lời. Sao có thể như vậy? Vân Thanh lập tức tin ngay, nhưng nàng lại thêm bối rối, người bị đưa về tỉnh, rõ ràng sự việc rất lớn, xem ra lúc này chú Thạch đã lành ít dữ nhiều. Chị Vân Thanh, chị cũng không cần gấp, chúng ta nên quay về thành phố Giang Hải, sau đó sẽ có biện pháp. Hạ Thiên an ủi Vân Thanh một câu. Cùng lắm thì chúng ta trực tiếp cứu chú Thạch ra. Anh rể, anh có thể cứu được ba ba của em ra sao? Thạch Thuần lúc này cũng dùng giọng nũng nịu nói. Tất nhiên là có thể. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Quá tốt, chị, chúng ta cùng theo anh rể về thành phố Giang Hải, như vậy sẽ cứu được ba ba ra. Thạch Thuần vui vẻ nói. Vân Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng đưa ra quyết định. Được, chúng ta quay về Giang Hải. Nửa giờ sau hai chiếc xe một trước một sau chạy ra thị trấn Mộc Dương chạy về phía thành phố Giang Hải. Chiếc xe phía trước là Kiều Tiểu Kiều và Hạ Thiên, lái xe là Kiều Hoàng Nhi. Vì bây giờ ngực của Kiều Phượng Nhi quá lớn, sợ lái xe sẽ làm cho những tài xế khác vì mải nhìn, hàng khủng, mà gặp chuyện không may, vì vậy bây giờ căn bản chỉ là Kiều Hoàng Nhi lái xe. Xe phía sau tất nhiên là nhóm Vân Thanh, nàng để cho Vân Tú Mai và Thạch Thuần thu thập đơn giản, sau đó đưa hai người bọn họ quay về Giang Hải. Chị, chúng ta nhất định sẽ cứu ba ba ra được chứ? Thạch Thuần ngồi trong xe dùng giọng không quá yên tâm hỏi. Nhất định. Vân Thanh trầm mặc một lúc, cuối cùng nàng mới gật đầu. Thật ra nàng cũng không nắm chắc, nhưng bây giờ nàng lại tin, đàn ông của mình không gì không làm được, nếu Hạ Thiên đã nói có thể, như vậy nhất định là có thể. Chị, Giang Hải rất thú vị sao? Thạch Thuần lại hỏi. Em còn chưa đến đó lần nào. Đợi đến khi chú Thạch không còn vấn đề gì, chị sẽ đưa em đi chơi. Vân Thanh dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn Thạch Thuần, nếu lỡ may chú Thạch phải ngồi tù, sau này nàng sẽ phải chăm sóc em. Lúc này trong lòng Vân Thanh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ giống như những lời Đàm Uy nói, chú Thạch không giống như những gì nàng tưởng. Những năm qua chú Thạch đã làm những gì? Vân Thanh lắc đầu, nàng quyết định không nên nghĩ nhiều vào lúc này, bây giờ nàng nên yên tâm lái xe. Có lẽ đến thành phố Giang Hải nàng sẽ gặp lại chú Thạch, như vậy nàng sẽ biết tất cả. Lúc này Hạ Thiên cuối cùng cũng chấm dứt cuộc nói chuyện điện thoại với Mộc Hàm. Kiều Tiểu Kiều suy đoán rất đúng, Tống Kim Bình thật sự là người Tống gia,
bây giờ nắm Tống gia ở thủ đô là Tống Kim Hòa, mà Tống Kim Hòa chính là cha của Tống Ngọc Mị. Tất nhiên đó là Tống Ngọc Mị thích mặc cổ trang, là một trong bốn đóa hoa thủ đô, không phải là Tống Ngọc Mị ăn mặc cổ quái và có thực lực biến thái kia. Tống Kim Bình đang giữ chức chủ tịch tỉnh Bình Hải chính là em trai của Tống Kim Hòa, nhưng hành động lúc này của Tống Kim Bình rõ ràng là chỉ vào Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên cũng không làm rõ được chuyện ngày hôm qua Ninh Khiết hành động và bị thôn dân vây quanh, những chuyện này có lẽ phải chờ đến khi hắn về thành phố Giang Hải, như vậy mới thật sự hiểu rõ. Lần này đi đường rất thuận lợi, không phát sinh sự kiện chặn đường cướp chó cướp mèo gì cả, cũng không gặp kẹt xe hay tai nạn giao thông. Khi đến đúng 12 giờ trưa thì mọi người quay về thành phố Giang Hải. Hạ Thiên nhớ rõ Lãnh Băng Băng đã từng nói, khi hắn quay về Giang Hải thì nên điện thoại cho nàng. Vì vậy vừa đến Giang Hải hắn đã điện thoại cho nàng. Nhưng điện thoại vang lên khá lâu mà Lãnh Băng Băng không nhấc máy, điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy buồn bực, cảnh sát tỉ tỉ vì sao không nhận điện thoại của hắn. Điện thoại vang lên rất lâu thì cắt, Hạ Thiên đang định có nên tiếp tục điện thoại đến hay không thì điện thoại lại vang lên, hắn lấy ra xem, thì ra là Lãnh Băng Băng điện thoại đến. Chuyện gì vậy? Điện thoại vừa nối thông thì Lãnh Băng Băng đã mở miệng hỏi. Tôi đang có chuyện. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi đã quay về thành phố Giang Hải. Hạ Thiên vội vàng nói. Đã trở lại rồi à? Lãnh Băng Băng hơi sững sờ, hình như nàng có vẻ ngoài ý muốn. Đúng vậy, nếu không tôi đến tìm chị nhé. Hạ Thiên rất muốn gặp Lãnh Băng Băng. Đừng đến, chúng tôi đang thay phiên thẩm vấn Thái Bằng Trình, người này có tố chất tâm lý rất tốt, đến bây giờ vẫn còn chưa khai, chúng tôi đang tiến hành xa luân chiến. Lãnh Băng Băng hạ thấp giọng nói. Tóm lại bây giờ tôi không rảnh, thế này đi, đợi đến khi rảnh tôi sẽ điện thoại cho cậu nhé. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có biện pháp, trong lòng càng thêm khó chịu vì Thái Bằng Trình, tên ngốc kia sao còn chưa khai. Cũng vì vậy mà làm cho cảnh sát tỉ tỉ không có thời gian cho hắn. 10 phút sau xe chạy đến Kiều Gia, nhưng lúc này chỉ có một chiếc xe, Vân Thanh không theo tới, nàng đưa Thạch Thuần và Vân Tú Mai về nhà, chuẩn bị sắp xếp cho các nàng. Hạ Thiên quay lại biệt thự Kiều Tiểu Kiều, trong biệt thự lúc này cũng không có người. Tuy gần đây An Khả Khả và Liễu Mộng hay ở trong biệt thự nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, hơn nữa bình thường chỉ đến tối mới xuất hiện, vì vậy lúc này chẳng có ai cũng là bình thường. Kiều Phượng Nhi chuẩn bị cơm trưa, Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều ngồi ở phòng khách nói chuyện. Chồng, trước tiên em điện thoại cho đại ca, để anh ấy nghe ngóng chút tình huống của Thạch Trường Canh. Kiều Tiểu Kiều mở miệng nói. Nàng biết rõ Hạ Thiên đã đồng ý với Vân Thanh sẽ cứu Thạch Trường Canh ra, tuy nàng cảm thấy đó không phải là chuyện tốt, nhưng dù sao Hạ Thiên cũng đã đồng ý, đúng là không có biện pháp. Được. Hạ Thiên khẽ gật đầu, thật ra chuyện này cũng không quá mức khiến hắn phải chú ý, nếu không phải Vân Thanh cực kỳ quan tâm đến chú Thạch, sợ rằng hắn sẽ không quan tâm. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên, hắn lấy ra xem, phát hiện người điện thoại đến là Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị. Nhớ tôi rồi sao? Hạ Thiên lập tức cười hì hì nói. Chương 815, Mỹ nữ mô tô. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tống Ngọc Mị không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng chỉ hỏi một câu. Ở thành phố Giang Hải. Hạ Thiên trả lời ngay. Sau khi hắn nói dứt lời thì Tống Ngọc Mị bên kia cũng cúp điện thoại. Hạ Thiên ngây người, vợ Mị Mị có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên suy nghĩ một lúc rồi điện thoại đi. May mà bên kia cũng lập tức nhận điện thoại. Vợ Mị Mị, sao chị lại cắt điện thoại? Hạ Thiên dùng giọng có chút mơ hồ hỏi. Ai bảo cậu gạt tôi, tất nhiên tôi sẽ cắt điện thoại. Tống Ngọc Mị có chút tức giận. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Vợ Mị Mị, tôi nào có gạt chị? Cậu còn nói không gạt tôi sao? Tống Ngọc Mị có chút tức giận. Vừa rồi có người nói cho tôi biết, cậu đang ở huyện Mộc Dương. Vợ Mị Mị. Trước đó tôi có mặt ở huyện Mộc Dương, nhưng bây giờ đã quay lại thành phố Giang Hải. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội, trong lòng thầm nghĩ, là ai nói mình đang ở huyện Mộc Dương, chẳng lẽ là quỷ keo kiệt Ninh Khiết? Cậu về Giang Hải khi nào? Tống Ngọc Mị hỏi. Tôi vừa về được hơn 10 phút. Hạ Thiên nói rất thật, sau đó lại hỏi một câu. Vợ Mị Mị, chị điện thoại cho tôi có chuyện gì không? Không có gì, hai ngày nữa có lẽ tôi sẽ đến Giang Hải. Định hỏi cậu khi nào thì quay về Giang Hải, bây giờ cậu đã về Giang Hải, vậy thì không có gì. Giọng nói của Tống Ngọc Mị có chút dịu dàng hơn vừa rồi. Hạ Thiên lập tức vui sướng. Vợ Mị Mị, chị thật sự muốn đến thành phố Giang Hải sao?
Còn chưa xác định, khi tôi đến sẽ điện thoại cho cậu, bây giờ cứ như vậy, tôi cúp điện thoại trước. Tống Ngọc Mỹ lúc này cúp điện thoại và thông báo với Hạ Thiên một tiếng. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi lầm bầm. Kỳ quái, lần trước chị ấy có nói mình không quen rời khỏi nhà, vì sao bây giờ lại muốn đến? Chẳng lẽ có liên quan đến Tống Ngọc Mỹ kia? Chồng, có chuyện gì vậy? Kiều Tiểu Kiều cũng vừa điện thoại cho Kiều Đông Hải để hỏi chuyện về Thạch Trường Canh, sau đó nàng thấy Hạ Thiên lầm bầm, bộ dạng có chút hoang mang, vì vậy mà phải hỏi một câu. Không có gì. Hạ Thiên lắc đầu. Nhưng anh cảm thấy Tống Ngọc Mỹ kia sợ rằng sẽ nhanh chóng đến nơi này. Đầu tiên là Ninh Khiết, sau đó là Tống Kim Bình, bây giờ là Tống Ngọc Mỹ, ai cũng tiến về phía bên này. Điều này làm cho Hạ Thiên sinh ra một dự cảm, Tống Ngọc Mỹ có ân oán với thần tiên tỷ tỷ kia hình như sắp hành động. Kiều Tiểu Thư, dùng cơm thôi. Lúc này âm thanh của Kiều Phượng Nhi đã vang lên. Hạ Thiên vừa mới ăn xong cơm trưa thì Vân Thanh đã điện thoại đến. Sau khi biết được tin tức của Kiều Tiểu Kiều thì nàng cũng yên tâm hơn. Chị Vân Thanh, chị đừng vội, đợi đến khi có thêm tin tứ tôi sẽ nói cho chị biết. Hạ Thiên an ủi Vân Thanh một câu. Ừ. Vân Thanh khẽ lên tiếng, nàng cũng không nói gì nữa, nàng cũng hiểu chuyện thế này không nên gấp, cần phải có thời gian. Nửa giờ sau Hạ Thiên rời khỏi biệt thự Kiều Tiểu Kiều, nguyên nhân rất đơn giản, Kiều Tiểu Kiều bắt đầu ngủ trưa, mà Hạ Thiên thì không quen ngủ trưa. Hạ Thiên nhớ khi mình quay về còn chưa gặp Sở Giao, vì vậy hắn lập tức điện thoại cho nàng. Chồng, chồng, anh đang ở đâu? Điện thoại vừa nối thông thì Sở Giao có chút vội vàng. Anh ở trước cổng Kiều gia, em về Giang Hải chưa? Hạ Thiên hỏi. À, chồng, anh chờ chút, em sẽ lập tức đến đón anh. Sở Giao nhanh chóng nói một câu, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên cứ như vậy mà đứng chờ ở cổng lớn Kiều gia, cũng chưa thấy Sở Giao xuất hiện, chỉ thấy một chiếc xe mô tô chạy về phía bên này. Người ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm nên không nhìn rõ bộ dạng thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thân hình thì biết đó là nữ, nàng ăn mặc rất gợi cảm. Áo da đen rất ngắn, phía dưới là váy da, tất chân cũng màu đen. Cách ăn mặc của người phụ nữ này khá giống với Sở Giao trong ấn tượng của Hạ Thiên, nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là lái xe có mặc một bộ áo khoác, nhìn qua có chút quỷ dị. Xe mô tô nhanh chóng dừng lại bên cạnh Hạ Thiên, người phụ nữ lấy mũ bảo hiểm xuống cười quyến rũ với Hạ Thiên. Chồng, lên xe đi. Sao em lại đổi xe rồi? Hạ Thiên có chút buồn bực, lúc bắt đầu hắn còn cảm thấy có hơi giống Sở Giao. Không ngờ người này thật sự là nàng. Nhưng trước kia nàng đều chạy Ferrari, sao bây giờ lại chạy xe máy? Chồng, em cảm thấy chạy Ferrari cũng chẳng có gì vui, gần đây em chuyển sang mô tô. Sở Giao nhanh chóng nói, kế hoạch bồi dưỡng thục nữ của nàng rõ ràng rất khá, ít nhất nãy giờ cũng chưa văng ra lời nào thô tục. Em càng ngày càng cảm thấy chạy mô tô rất sướng, chẳng bao giờ kẹt xe. Khi thấy Hạ Thiên còn chưa lên xe thì Sở Giao không khỏi thúc giục một câu. Chồng, mau lên xe, chúng ta ra ngoài chơi. Hạ Thiên bước lên, hắn ngồi xuống sau lưng rồi thuận tay ôm lấy vòng eo mềm của Sở Giao, lúc này Sở Giao lên ga, xe chạy như bay về phía trước. Vợ Giao Giao, đi nơi nào đây? Hạ Thiên có chút nhàm chán. Buổi tối có đám người chạy mô tô bay, nghe nói buổi chiều sẽ có người tiến hành biểu diễn kỹ xảo, trước tiên chúng ta đi xem. Sở Giao có chút hưng phấn, đúng là không có biện pháp, ai bảo gần đây nàng mê mô tô. Đẹp không? Hạ Thiên chưa quen thuộc với trò này, hễ là những thứ gì có liên quan đến xe thì hắn bó tay. Tất nhiên là đẹp. Sở Giao nhanh chóng nói. Chồng, nếu anh đến xem, sợ rằng sau này sẽ thích chạy xe mô tô. Đẹp à, đi xem. Hạ Thiên cũng có chút hứng thú. Xe mô tô chạy về phía trước như tên bắn, Sở Giao dù là chạy Ferrari hay xe mô tô thì đều cực kỳ nhanh chóng, hình như chưa mất bao lâu thì Hạ Thiên đã thấy một địa phương quen thuộc. Đó là chân núi Tây, cũng chính là địa phương mà trước đó hắn từng đến xem Sở Giao và đám người Hoắc Tiểu Xuyên chơi đùa. Nhưng lúc đó căn bản đều chơi đua xe hơi thể thao, nhưng bây giờ tất cả chỉ là mô tô. Sao toàn là mô tô thế này? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vì em muốn chơi mô tô, tất nhiên sẽ không cho đám người mang loại xe khác đến đây. Sở Giao ra vẻ đương nhiên. Sở Giao bên này vừa dừng xe lại thì lập tức có một chiếc xe mô tô chở đến. Người lái xe không đội mũ bảo hiểm nên Hạ Thiên liếc mắt đã nhận ra, người này là Hoắc Tiểu Xuyên. Đại tiểu thư, Hoắc Tiểu Xuyên khẽ bắt chuyện với Sở Giao, sau đó thấy được Hạ Thiên, hắn không khỏi ngẩn ngơ, sau đó vội vàng nói. Thiên ca,
Này, đã bảo đừng gọi tôi là đại tiểu thư, nếu người ta nghe được thì sao? Sở Giao phất tay rất bất mãn với Hoắc Tiểu Xuyên. Cách xa tôi ra một chút, tốt nhất đừng tỏ ra biết tôi cũng không muốn bọn họ biết thân phận của mình, nếu không thì còn chơi đùa cái gì nữa. Chương 816, gái nhà giàu phản nghịch. Hạ Thiên không khỏi dùng giọng kỳ quái hỏi. Sao phải bắt hắn không quen biết em? Vì bọn họ đều biết hắn là hắc đạo, nếu hắn cung kính gọi em là đại tiểu thư, như vậy người khác chẳng phải sẽ biết thân phận của em sao? Sở Giao khẽ nói. Chồng, anh không biết thôi, bọn họ biết em là ai thì sẽ không dám cùng em chơi đùa nữa. Anh biết vì sao em phải đi xe máy không? Vì không có người nào so tốc độ Ferrari với em nữa. Hoắc Tiểu Xuyên nhìn Hạ Thiên, trong lòng thầm oán giận Sở Giao. Những người kia đều biết đại tiểu thư Sở Giao là người thống nhất hắc đạo thành phố Giang Hải, hơn nữa còn có chồng biến thái chạy bộ nhanh hơn Ferrari, ai còn dám cùng nàng đua xe? Chẳng phải tự làm mất mặt mình sao? Hoắc Tiểu Xuyên dù thầm oán hận nhưng không nói ra, hắn chỉ buồn bực, phụ nữ đẹp đúng là, với tính cách kém như Sở Giao mà có thể tìm được loại đàn ông cực phẩm như Hạ Thiên. Tất nhiên Hoắc Tiểu Xuyên rất bội phục Sở Giao, vì hắn phát hiện tính cách của Sở Giao bây giờ cũng không kém như xưa. Nghe nói nàng đang cố gắng trở thành thục nữ. Khoảng thời gian đầu bọn họ còn không tin, nhưng gần đây bọn họ đã bắt đầu cảm giác được Sở đại tiểu thư dần trở thành thục nữ. Tuy ngẫu nhiên nàng cũng nói vài lời thô tục nhưng cũng không đến mức như trước kia. Này, đã bảo đứng xa ra một chút, còn sững sờ đó làm gì? Sở Giao phát hiện Hoắc Tiểu Xuyên vẫn đứng ngây người thì có chút bất mãn. Hoắc Tiểu Xuyên không còn cách nào khác, hắn đành phải chạy xe đi. Thế nào? Tiểu Xuyên ca, vừa ý em nào sao? Một chiếc xe phóng về phía Hoắc Tiểu Xuyên, một tên thanh niên cắt đầu đinh ngồi trên xe cười hì hì hỏi. Tiểu tử, đừng nói nhảm, coi chừng tự gây ra phiền toái. Hoắc Tiểu Xuyên tức giận nói, tên thanh niên này không phải người cùng phe với hắn, không thể nào biết được Sở Giao. Đám người đến đây chơi xe thường không phải tất cả là dân giang hồ, phần lớn là học sinh và trí thức, người đang nói chuyện với Hoắc Tiểu Xuyên chính là một tên sinh viên thích kích thích. Hoắc Tiểu Xuyên cũng không quen tên này, cũng không biết tên đầy đủ của đối phương, chỉ biết người ta gọi hắn là A Chiết. Này Tiểu Xuyên ca, anh căng thẳng như vậy làm gì? Gái anh thích, em sẽ không bao giờ cướp mất của anh. A Chiết tỏ ra không quan tâm. Đúng rồi, kia có phải là Giao Giao không? Đúng là nóng bỏng, Tiểu Xuyên ca đã nắm bắt được chưa? Tiểu tử cần ăn đòn sao? Hoắc Tiểu Xuyên có chút căm tức. Anh đã nói không liên quan đến cô ta. Chú cứ nhất định gộp anh và cô ấy vào làm một, có tin anh cho chú no đòn không? Đừng, đừng. A Chiết vẫn nở nụ cười, không chút tức giận. Tiểu Xuyên ca, em chỉ thử anh mà thôi, nếu anh đã không có hứng thú với cô ấy, em phải hành động thôi. Hoắc Tiểu Xuyên giật mình, sau đó hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn A Chiết. Cậu muốn tán cô ấy? Tiểu Xuyên ca, nói tán thì quá tục, cua, phải nói là cua. A Chiết liếc mắt nhìn Sở Giao từ xa. Cô nàng này có gương mặt đẹp vô đối, dáng người vô địch, nghe nói lại là gái có tiền, nhà giàu, tán vào tay cũng giảm đi 30 năm phấn đấu. Cậu nếu muốn theo thì nửa đời sau khỏi phấn đấu. Hoắc Tiểu Xuyên lười biếng nói. Phải không, xem ra Tiểu Xuyên ca biết rõ lai lịch của cô ấy. Thế nào, có phải giống như những gì em nói, nhà cô ấy thật sự có tiền, có phải là loại phụ nữ nhà giàu phản nghịch mà người ta hay nói không? A Chiết càng hào hứng. Có thể nói là như vậy. Hoắc Tiểu Xuyên thuận miệng trả lời, nhà Sở Giao tất nhiên có tiền, còn vấn đề phản nghịch, vị đại tiểu thư này cũng cực kỳ phản nghịch, nói là gái nhà giàu phản nghịch cũng không sai. Hừ, em sẽ phát đạt, Tiểu Xuyên ca, em sẽ tán em nó vào tay. A Chiết có vẻ rất hưng phấn, những năm nay người đẹp có tài có dáng có tướng có tiền đúng là rất khó kiếm, nếu gặp được thì khó thể buông tha. Sao chú không nhìn xem người ta có bạn trai chưa? Hoắc Tiểu Xuyên hảo tâm nhắc nhở. Bạn trai thì nói làm gì, em thích nhất là đào góc tường, tục ngữ nói chỉ cần vững cán quốc thì không có góc tường nào không đào được. Vì nửa đời sau không cần phấn đấu, em nhất định sẽ đào đổ góc tường kia. A Chiết hào hứng bừng bừng. Tiểu Xuyên ca, em không tán dóc với anh nữa, em đến với nửa đời sau đây. A Chiết nói xong thì chạy xe về phía Sở Giao. Hoắc Tiểu Xuyên nhìn bóng lưng của A Chiết mà có chút đồng tình, tiểu tử này đúng là tinh trùng lên não, không biết sống chết. Ông đã hảo tâm nhắc nhở mà không nghe, cũng đừng trách anh mày. Hoắc Tiểu Xuyên lầm bầm một câu, hắn tin A Chiết chẳng cần phấn đấu nửa đời sau làm gì,
vì làm quái gì có nửa đời sau. Ngay cả Sở Giao cũng dám đến tán, hơn nữa còn tán Sở Giao trước mặt Hạ Thiên, phải có bao nhiêu lá gan mới dám làm trò nghịch thiên này. Đúng là không biết không sợ. Hoắc Tiểu Xuyên lắc đầu cảm khái, tiểu tử A Chiết kia không biết chi tiết về Sở Giao và Hạ Thiên, vì vậy mà không sợ. Nhưng Hoắc Tiểu Xuyên cũng lười nhắc nhở đối phương, hắn không dám tiết lộ thân phận của Sở Giao, hơn nữa hắn cũng không quá quen tiểu tử A Chiết này, có chết hay sống cũng không liên quan đến hắn. Khoảnh khắc này Sở Giao đang hưng phấn chỉ vào cách đó không xa, nơi đó có hai tên đang cưỡi xe mô tô biểu diễn kỹ xảo, rất đa dạng, giống như biểu diễn xiếc. Phải nói là bây giờ chân núi Tây không còn giống như lần trước Hạ Thiên đã thấy, vì thuận tiện cho đua xe mà bây giờ đã cố ý tạo ra vài sườn đất, tất nhiên như vậy sẽ biểu diễn dễ dàng hơn. Chồng, anh xem, có đẹp mắt không? Sở Giao có chút vui vẻ, thật ra tất cả những điều kiện tiện lợi nơi đây đều do nàng làm ra, nhưng ở đây ngoài Hoắc Tiểu Xuyên thì chẳng ai biết. Thực tế Hoắc Tiểu Xuyên ở đây cũng chẳng vì hắn thích mô tô, hắn thật sự không thích trò này, hắn đến đây để bảo vệ Sở Giao. Tuy dưới tình huống bình thường thì Sở Giao không cần bảo vệ, nhưng vì đề phòng mà hắn phải cùng đến với đám này. Cũng không tệ. Hạ Thiên nhìn chăm chú một lúc, tuy xe chạy tốc độ cao hắn thấy chạy xe máy cũng đơn giản, hắn có thể học được. Em thấy rất hay. Sở Giao có chút hưng phấn. Nhưng, chồng, bây giờ còn chưa tính là đẹp, còn chưa kích thích, đến tiết mục buổi tối mới kích thích, đó là mô tô bay, có lẽ sẽ có người chết. Đúng lúc này một giọng nói cực kỳ thân mật truyền đến. Giao Giao, em lại đến nữa rồi. Chương 817, A Chiết điên cuồng. Sở Giao đang nói chuyện vui sướng với Hạ Thiên thì đột nhiên có kẻ cắt ngang lời, vì vậy mà nàng lập tức bất mãn. Nàng quay đầu lại nhìn, nàng phát hiện một tên thanh niên bộ dạng không tệ, vì vậy nàng trừng mắt. Anh nói gì, tôi có quen với anh sao? Người này dĩ nhiên là A Chiết muốn tán gái nhà giàu để nửa đời sau khỏi phải phấn đấu. Phản ứng của Sở Giao tuy làm hắn có chút xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười. Hắn biết rõ đạo lý tán gái là da mặt phải dày, vì vậy hắn nhìn Sở Giao và có chút kinh ngạc. Giao Giao, em không biết anh sao? Anh là A Chiết, vài ngày trước chúng ta còn cùng đua xe với nhau. Thúi lắm. Sở Giao cuối cùng cũng nói lời thô tục. Bà đua với ai còn nhớ không rõ sao? Tôi hoàn toàn chưa từng gặp anh, đừng làm phiền tôi, nếu không chồng tôi sẽ cho anh no đòn. Đúng vậy, cút mau, nếu không anh cho ăn đòn. Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt bất mãn nhìn A Chiết, tiểu tử này dám đến lôi kéo vợ hắn làm quen, xem ra không biết sống chết. Này anh bạn, sao nắm bạn gái căng như vậy? A Chiết cuối cùng cũng chuyển mục tiêu sang Hạ Thiên, trên mặt là nụ cười nhưng trong lòng thầm khinh bỉ. Đúng là hoa lại cắm bãi phân châu, loại kia lớn lên không ra hồn người mà lại tán được gái ngon như vậy, nếu hắn mà không cướp cô nàng này đi, sợ rằng không còn thiên lý nữa. Ai là bạn của chú? Hạ Thiên trừng mắt bất mãn với A Chiết. Mau cút đi cho anh. Nói như vậy mà được à? A Chiết cuối cùng cũng khó chịu, mẹ kiếp, tên này coi mình là ai? Mày thích Giao Giao, tao cũng thích Giao Giao, mọi người cạnh tranh công bằng, tất cả đều phải xem vào bản lĩnh. Hạ Thiên nghe nói người này thích vợ của mình thì chợt nổi giận, vì vậy hắn không đợi người này nói hết lời mà tung một đá. Á! A Chiết kêu thảm một tiếng. Hắn ngã từ trên xe xuống đất, xe máy cũng đổ ầm xuống đất. Thì, chỉ có chồng là tuyệt nhất. Sở Giao vỗ bàn tay, bộ dạng có chút hưng phấn. Tất nhiên anh là nhất, anh đẹp trai nhất. Hạ Thiên cười hì hì nói. Hừ, đẹp con bà mày. A Chiết từ dưới đất bò lên và phóng về phía Hạ Thiên. Thằng khốn dám đánh lén sao? Ông giết mày. Hoắc Tiểu Xuyên nãy giờ luôn chú ý đến tình huống phía bên kia. Những gì sau đó hoàn toàn giống như hắn suy đoán, A Chiết còn chưa nói được vài lời đã bị Hạ Thiên đạp bay. Khi thấy A Chiết bị đạp ngã xuống xe còn hùng hổ phóng về phía Hạ Thiên, Hoắc Tiểu Xuyên không khỏi lắc đầu, người này đúng là không biết sống chết. Chưa đến 2 giây sau Hoắc Tiểu Xuyên đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của A Chiết, người này đang bay trên không, lúc này ngã xuống đất đã lâu mà không thể đứng lên. Đánh nhau, có đánh nhau, mau đến xem. Không biết ai hô lên một câu. Sau đó đám người cũng không thèm xem biểu diễn mô tô MFA chạy về phía bên này vây quanh xem náo nhiệt. Ủa, đây không phải là A Chiết sao? Đúng vậy, A Chiết bị người ta đánh. Hình như là bị bạn gái của Giao Giao cho ăn đòn. Tám phần là A Chiết muốn theo đuổi Giao Giao. Tên kia là bạn trai của Giao Giao sao? Trước kia chưa từng gặp. Hình như là lần đầu tiên. Không đẹp trai,
không bằng bạn trai của tôi. Cũng không đẹp trai bằng anh. Đám người nghị luận ồn ào, lúc này A Chiết còn chưa thể đứng lên. A Chiết, oai dũng lên. A Chiết, cố gắng lên, mau đứng lên, đánh nam cướp nữ đi. Bây giờ bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. Hừ, không phải đấu quyền anh, đếm cái gì. Rõ ràng A Chiết cũng không quá tệ, hắn có quan hệ rất tốt, đám người nơi đây đều ủng hộ, nhưng điều này cũng là bình thường, những kẻ ra mặt dày thường rất giỏi làm quan hệ. Khi mọi người còn đang ồn ào thì A Chiết cũng bỏ lên, bây giờ hắn rất khốn khổ, hai mắt đỏ bừng. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, bộ dạng như sắp liều mạng đến nơi. Vợ Giao Giao, người này hình như muốn tìm chết. Khi thấy A Chiết kia lại tập tễnh đi tới thì Hạ Thiên có chút buồn bực, trên đời này sao nhiều kẻ ngốc, biết chịu chết sao vẫn còn đâm đầu vào. Chồng, thật ra cũng không cần đánh chết hắn, đánh hắn không thể tự kiếm sống là được. Sở Giao chán ngán nói, rõ ràng trong số các bà vợ thì Sở Giao là người giúp đỡ Hạ Thiên ra tay bạo lực. Liễu Mộng tuy thích bạo lực nhưng cũng chỉ tự mình ra tay, khác biệt so với Sở Giao. Coi như các người lợi hại, em xin đầu hàng. Đúng lúc này A Chiết lại nói một câu. Lời này của A Chiết làm cho Hạ Thiên và Sở Giao cảm thấy bất ngờ, đám người vây xung quanh cũng mở rộng tầm mắt, còn tưởng A Chiết sẽ liều mạng với Hạ Thiên, nào ngờ rùa rụt cổ. Con bà nó, không phải là đàn ông. Tao thật sự đã đánh giá cao lại người này. Đúng là loại đàn ông không có trứng rái. Sao lại nhận thua? Đúng vậy, dù đánh không lại cũng đừng làm rùa đen rụt đầu chứ. Đám đua xe này phần lớn đều là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn, bọn họ vốn nghĩ rằng sẽ có trò hay, nào ngờ tất cả kết thúc quá lãng xẹt, bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, cũng bắt đầu chửi mắng. A Chiết cũng nghe thấy những âm thanh này nhưng biểu cảm lại rất bình tĩnh, hắn đến bên cạnh chiếc xe của mình, dùng sức dựng lên, rút lui ra phía sau vài mét. Cuối cùng hắn lên xe, khởi động. Chỉ cần nhìn bộ dạng là biết muốn chạy đi xa. Thực tế A Chiết cũng chạy đi, khi thấy tình cảnh này thì đám người đều quay đầu xe tiếp tục xem biểu diễn kỹ xảo chạy mô tô. Đám biểu diễn kỹ xảo cũng rất chuyên nghiệp, vừa rồi không có khán giả nhưng bọn họ vẫn không ngừng, tất nhiên đối với bọn họ thì biểu diễn là một niềm vui, không phải làm cho người ta xem, vì vậy có người xem hay không cũng chẳng sao. Á! Đột nhiên có người hô lớn. Các người nhìn kìa! Người này hô lên kinh hoàng đã nhắc nhở nhiều người, bọn họ quay đầu nhìn, sau đó thấy được một tình cảnh điên cuồng. Đại tiểu thư, mau tránh ra. Hoắc Tiểu Xuyên cũng nhìn qua, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi, hắn giống lớn. Lúc này hắn không quan tâm đến vấn đề có thể làm lộ thân phận của Sở Giao, vì hắn thấy có một chiếc xe máy đang dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía Hạ Thiên và Sở Giao. Bây giờ Hạ Thiên và Sở Giao ở bên kia lại có vẻ không cảnh giác gì. Nếu bị tông vào thì bọn họ nhất định lành ít dữ nhiều. Hoắc Tiểu Xuyên xuống đến ngăn cản cũng không kịp, hắn chỉ mong Hạ Thiên và Sở Giao có thể tránh. Nhưng điều làm hắn hoảng sợ chính là xe mô tô chạy đến trước mặt Hạ Thiên và Sở Giao một mét thì dừng lại, không có chút phản ứng. Chương 818, không ngờ biến thái như vậy. Bốn phía chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng, lúc này ai cũng thấy được kẻ điên cuồng chạy xe đến là A Chiết, vì vậy bây giờ ai cũng hiểu. Thì ra tên kia chơi nho, chẳng qua chỉ muốn làm đối thủ mất cảnh giác, rõ ràng tâm tư chủ yếu là trả thù. Con bà nó, điên hết rồi. Thế nào cũng có người chết. Giao Giao, chạy mau, còn ngây ra đó làm gì? Xong rồi, lần này xong, hàng, rồi. Đám người này trước đó ồn ào chỉ vì muốn xem náo nhiệt mà thôi, chỉ muốn cho A Chiết và Hạ Thiên đánh nhau một trận, nhưng bây giờ A Chiết phóng xe đến tông người, điều này làm cho bọn họ cảm thấy quá điên cuồng. Một số người không thể hiểu nổi, tên kia chẳng phải tán gái thất bại đánh bạn trai sao? Muốn tán gái thì phải có đầy đủ sự chuẩn bị, thua keo này ta bày keo khác, cần gì phải làm ra những chuyện điên cuồng như vậy? Khi thấy A Chiết điên cuồng chạy đến sắp tông vào Hạ Thiên và Sở Giao thì Hoắc Tiểu Xuyên không khỏi quay đầu, hắn không dám nhìn, trong lòng cũng sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt. Cũng không phải thương tâm vì kết cục của Sở Giao, vì nàng xảy ra chuyện thì hắn sẽ rất khổ sở. Hắn phải làm sao để báo cáo công tác với ông nội của nàng đây? Ngoài Hoắc Tiểu Xuyên thì có không ít người nhắm mắt lại, bọn họ thật sự không muốn xem tình cảnh ác liệt như thế. Trời ạ! Đây nhất định là ảo giác. Hừ, tôi thấy cái địch gì thế này? Con bà nó, sao có thể xảy ra chuyện khó tưởng như vậy? Bốn phía chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng, âm thanh khủng bố khi va chạm không vang lên theo dự đoán, ngược lại chỉ là những tiếng nghị luận ồn ào.
Hoắc Tiểu Xuyên lập tức biết ngay tình hình có biến, hắn quay đầu, sau đó thở dài một hơi. Hạ Thiên đúng là Hạ Thiên, chú quả nhiên không làm anh thất vọng, đúng là quá mạnh, quá biến thái châu chó, biến thái đến mức làm người ta vui sướng. Trong lòng Hoắc Tiểu Xuyên rất cảm khái, hắn đã chẳng còn phải lo lắng xem báo cáo công tác như thế nào. Hạ Thiên quả nhiên không hổ danh là con thú biến thái chạy ngang với Ferrari, tên này đang ngồi trên xe mô tô của Sở Giao, hắn dùng một tay chặn xe của A Chiết. A Chiết hình như vẫn còn cố gắng, tiếng xe máy vẫn còn nổ vang, nhưng quỷ dị là hắn không thể tiến tới dù chỉ là 1 cm. Hắn nhìn Hạ Thiên, biểu cảm gương mặt như gặp quỷ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trên đời lại có sự việc phát sinh ngoài lẽ thường như thế. Sao một người có thể dùng một tay chống mô tô? Phải biết rằng trước đó tốc độ của hắn đã vượt qua 100 km/h. Hoắc Tiểu Xuyên tuy rất kinh ngạc nhưng hắn dù sao cũng có thể nói là hiểu, dù gì thì Hạ Thiên cũng chạy thắng Ferrari của hắn, bây giờ dùng tay cản xe máy thì cũng chẳng đáng là gì. Nhưng tình cảnh này đối với người khác thì quá mức quỷ dị. Hừ, tao nhìn không lầm, thằng khốn kia dùng một tay chặn xe lại thật. Giao Giao này quá ghê, tìm đâu một thằng bạn trai chó má như vậy. Con bà nó, trước đó tao cũng muốn đi cua em nó, bây giờ thì bố tao còn không dám. Lúc này sự việc bắt đầu có biến hóa trong ánh mắt khó tin của mọi người, Sở Giao đột nhiên khởi động xe, nàng nhanh chóng chạy về phía trước. Hầu như cùng một thời gian, Hạ Thiên buông tay, xe A Chiết chạy đi. Lần này thì chiếc xe hoàn toàn vọt đi, vì A Chiết đã mất đi khả năng khống chế. Đùng! Vài giây sau xe mô tô của A Chiết đâm vào vách núi, hắn cũng bay bổng lên không. Lộn vài vòng trên không trung sau đó rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lúc này xe mô tô của hắn cũng xem như hoàn toàn hư hỏng. Xảy ra chuyện rồi, chạy mau, nếu không cảnh sát đến thì rất phiền. Có người hô lên một câu, sau đó đám người đã chạy sạch khi chưa đến vài phút. Đám người biểu diễn kỹ thuật mô tô cũng chạy đi, đúng là không có biện pháp, bọn họ cũng không muốn bị bắt vào đồn cảnh sát. Hạ Thiên và Sở Giao thấy tình cảnh như vậy thì chợt buồn bực. Tình cảnh thế này thì trò mô tô bay vào lúc tối cũng sẽ bị hủy mất. Đại tiểu thư, tôi đã kêu xe cứu thương, chúng ta đi thôi. Hoắc Tiểu Xuyên lúc này nói, hắn ở lại, Sở Giao và Hạ Thiên còn chưa đi, tất nhiên hắn cũng không dám đi. Được rồi, chồng, chúng ta đi thôi. Sở Giao tuy có chút mất hứng nhưng cũng không có biện pháp, nàng không sợ A Chiết gặp chuyện không may và đem đến phiền toái, nàng chỉ lo đám cảnh sát đến sẽ siết chặt bãi đáp này, sau này muốn chơi cũng phiền. Bây giờ chúng ta đi đâu chơi đây? Hạ Thiên vốn không quá vui sướng, hắn tưởng rằng đến đây tìm được trò vui, bây giờ coi như bị hớ. Chồng, trước tiên chúng ta về nhà chơi, đợi sau khi sự việc này lắng xuống thì chúng ta sẽ đến. Sở Giao chán ngán nói, trong giọng nói tràn đầy hương vị hấp dẫn. Chúng ta còn nhiều trò khác để chơi. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì cuối cùng cũng vui sướng, Sở Giao chạy xe trực tiếp đưa Hạ Thiên về biệt thự của mình. Hai bên chơi trò nam nữ hoạt động dữ dội. Lúc này cũng giống như lần đầu tiên, cũng là Sở Giao chủ động. Xế chiều đến tối Hạ Thiên luôn ở trong biệt thự của Sở Giao, tối hôm đó cũng không đi, nhưng không phải toàn bộ thời gian đều ở trên giường. Hạ Thiên muốn thừa cơ hội này để tẩy tủy cho Sở Giao, tất nhiên hắn sẽ muốn làm những chuyện có lợi cho vợ, sau khi tẩy tủy thì dạy Sở Giao nội công tâm pháp, lại dạy cả đao pháp. Sở dĩ Hạ Thiên dạy Sở Giao đao pháp, cũng vì đao pháp của nàng đã khá tốt, có cơ sở tốt, thêm vào đó là công lực hùng mạnh, lại có một sư phụ tốt, rõ ràng có thể thấy năng lực của Sở Giao ở phương diện này sẽ tăng vọt. Hạ Thiên thấy đây có thể là phương án nâng cao năng lực nhanh và mạnh cho Sở Giao. Lần này Hạ Thiên còn dạy cho Sở Giao kỹ thuật phi đao, nhưng cái này cũng không phải ngày một ngày hai có thể tinh xảo, vì vậy mà cần thời gian huấn luyện. Sở Giao trước nay luôn thích chơi dao, tất nhiên nàng sẽ rất hứng thú. Nàng đã chuẩn bị một thời gian ngắn để chuyên tâm luyện đao. Tất nhiên đến lúc này nàng cũng không thể theo Hạ Thiên ra ngoài chơi, vì vậy hôm sau Hạ Thiên ngủ đến trưa, sau đó dùng cơm rồi chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Lần này Hạ Thiên định đi tìm cô bạn gái nhỏ Vương Tiểu Nha, nghĩ lại cũng cả tháng rồi chưa gặp nàng, hắn tuy không thích những cô bé, nhưng Vương Tiểu Nha không phải là cô bé bình thường, nàng có tiềm lực để sau này trở thành đại mỹ nữ. Hơn nữa Vương Tiểu Nha lại giống hệt như vợ đại yêu tinh. Lại là bạn gái của Hạ Thiên, vì vậy hắn muốn giám sát chặt một chút, không cho người ta cướp đoạt. Chương 819, ép làm vợ bé. Hạ Thiên bỏ đi lúc Sở Giao đang cố gắng luyện phi đao, vì vậy hắn không muốn quấy rầy nàng. Hạ Thiên rời khỏi cổng Sở ra, sau đó hắn móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Vương Tiểu Nha.
nhưng Hạ Thiên còn chưa kịp gọi thì có người điện thoại đến trước. Vợ Tịnh Tịnh, nhớ tôi không? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại, vì người điện thoại đến là Thư Tịnh. À, Hạ Thiên sao? Mình không phải là Thư Tịnh, mình là Mạc Văn Tịnh. Bên kia vang lên một âm thanh có chút xấu hổ, ai bảo bên nàng cũng có một chữ Tịnh. Sao lại là chị? Hạ Thiên có chút buồn bực. Đây rõ ràng là số điện thoại của vợ Tịnh Tịnh. À, đây là điện thoại của Thư Tịnh, tôi không biết số điện thoại của cậu, vì vậy mới lén lấy điện thoại của bạn ấy gọi cho cậu. Mạc Văn Tịnh vội vàng giải thích. Là thế này, Thư Tịnh xảy ra chút chuyện, cậu có biết không? Hạ Thiên lập tức sốt ruột. Vợ Tịnh Tịnh xảy ra chuyện gì? Chị ấy ở đâu? Tôi đến ngay. À, điều này, Hạ Thiên, cậu cũng không cần vội vàng như vậy, bây giờ bạn ấy rất an toàn. Mạc Văn Tịnh vội vàng nói. Chỉ là trước đây có một nam sinh trong trường tự sát, Thư Tịnh giống như nói cho cậu biết chuyện này rồi chứ. À, tôi biết, tên kia hình như là Trần Kiệt, nhưng hắn cũng đã chết, không liên quan gì đến vợ Tịnh Tịnh. Hạ Thiên có chút buồn bực, việc này chẳng lẽ còn chưa chấm dứt. Nếu nói theo lý thì chẳng liên quan gì đến Thư Tịnh, cảnh sát cũng nhận định như vậy. Nhưng đúng là không có biện pháp, người nhà Trần Kiệt muốn náo loạn, trước tiên đòi trường bồi thường tiền, sau đó lại tìm Thư Tịnh đòi bồi thường tiền. Mỗi ngày đều đi theo náo loạn với Thư Tịnh. Mà Thư Tịnh cũng muốn bồi thường chút tiền cho Yên, nhưng đối phương thấy Thư Tịnh như vậy thì càng không sợ hãi, mở miệng đòi 1 triệu. Mạc Văn Tịnh nói đến đây thì có chút tức giận. Cha mẹ Thư Tịnh đều là giảng viên, nào có nhiều tiền như vậy. Đáng lý ra Thư Tịnh còn vài trăm ngàn, nhưng người ta chê ít. Tôi nói Thư Tịnh bảo cậu hỗ trợ, nhưng bạn ấy không chịu, tôi thấy không còn biện pháp với lén lấy điện thoại của bạn ấy gọi cho cậu. Để xem cậu có thể giúp gì được không? Vợ Tịnh Tịnh bây giờ đang ở đâu? Tôi sẽ qua ngay. Hạ Thiên liền hỏi. Bạn ấy sao? Bây giờ đã đến trường của tôi rồi. Mạc Văn Tịnh nhanh chóng nói. Tôi ở trong trường đại học sư phạm, bây giờ chúng tôi đang ăn trưa, Thư Tịnh vừa đi vệ sinh. Ôi, bạn ấy đã quay lại, tôi không nói nữa, cậu mau đến đây đi. Mạc Văn Tịnh nhanh chóng cúp điện thoại mà Hạ Thiên thì thuận tay vẫy một chiếc xe ở ven đường. Hắn đã nhiều lần nghe nói đến đại học sư phạm, hắn nhớ Liễu Vân Anh gầy như cây sậy đang học ở trường này, nhưng trước nay hắn chưa từng đi qua, tất nhiên sẽ chẳng biết đi như thế nào. Trường đại học sư phạm Giang Hải. Thư Tịnh vô tình nhìn ra ngoài cổng, vừa rồi nàng và Mạc Văn Tịnh dùng cơm, nhưng nàng thật sự không muốn ăn. Sau lưng Thư Tịnh vài mét chính là 2 tên vệ sĩ. Thư Tịnh, chờ chút. Mạc Văn Tịnh nhìn 4 phía rồi kéo áo Thư Tịnh. Chờ cái gì? Thư Tịnh có chút buồn bực. Văn Tịnh, bây giờ mình rất buồn ngủ, trước tiên mình đến ký túc xá của bạn ngủ một giấc, đã nhiều ngày rồi mình chưa được ngủ ngon. Thư Tịnh nói đến ngủ thì không khỏi nhớ đến Hạ Thiên, vì sau buổi tối ngủ trong lòng Hạ Thiên ở khán đài thì nàng chưa từng được ngủ ngon, điều này không khỏi làm nàng cảm thấy hoài niệm. Có một người bạn sắp đến, chúng ta chờ một chút. Mạc Văn Tịnh vội vàng nói. Bạn gì? Thư Tịnh ngáp một cái. Nam hay nữ, nếu là nam, mình sẽ báo cho Khương Phong. Nam, cậu có nói với Khương Phong thì mình cũng không sợ. Mạc Văn Tịnh ra vẻ không quan tâm. Không thể nào. Thư Tịnh ngây người. Này, Văn Tịnh, bạn không vượt rào đấy chứ. Nói bậy gì vậy, cậu mới vượt rào. Mạc Văn Tịnh trừng mắt nhìn Thư Tịnh. Mình sao lại vượt rào? Mình còn chưa có bạn trai, tất nhiên không vượt rào. Thư Tịnh dùng giọng mất hết sức lực nói. Lời này của bạn lát nữa nên dành để nói cho Hạ Thiên. Mạc Văn Tịnh cười hì hì nói. Sao? Thư Tịnh chợt sững sốt. Này, bạn, đừng nói là, Hạ Thiên đến đấy nhé. À, cậu ấy đã đến rồi. Mạc Văn Tịnh chỉ ven đường, một chiếc xe taxi dừng lại, Hạ Thiên từ bên trong đi ra. Nàng sợ hắn không biết, vì vậy vẫy vẫy tay nói. Này, Hạ Thiên, bên này. Thư Tịnh lập tức khóc không ra nước mắt. Sao bạn lại gọi cậu ta đến đây? Mình muốn tốt cho bạn. Mạc Văn Tịnh cảm thấy mình làm vậy chẳng có gì là không đúng, Thư Tịnh đã cùng đường, có người hỗ trợ mà không chịu xin trợ giúp, đây chẳng phải tự gây khó chính mình sao? Đây là bạn bức mình làm vợ lẻ. Thư Tịnh lầm bầm một câu, nàng tất nhiên biết rõ Hạ Thiên có năng lực giúp mình, nhưng nàng cũng biết nếu liên hệ nhiều với hắn thì càng khó thoát ra, vì vậy mà không muốn nói cho hắn biết vấn đề phải đi tị nạn ở đại học sư phạm. Vợ Tịnh Tịnh, đám người ngu ngốc ức hiếp chị đâu? Chúng ta đi tính sổ với bọn họ.
Hạ Thiên nhanh chóng đến trước mặt Thư Tịnh, hắn nhìn chằm chằm vào nàng một lúc rồi phàn nàn. Đám ngu ngốc kia đúng là đáng ăn đòn, dám làm hại chị gầy đi một chút, tôi không đánh bọn họ thì không được. Còn hai người các anh, làm vệ sĩ thế nào vậy? Có người ức hiếp vợ tôi, sao các anh lại mặc kệ? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn hai tên vệ sĩ. Thư Tịnh quả thật có gầy đi một chút, vẻ mặt có chút tiều tụy, vì mất ngủ là kẻ thù tự nhiên của người đẹp, Thư Tịnh vài ngày không ngủ ngon, tất nhiên phải xuống sắc. Thật xin lỗi, tiên sinh, chúng tôi. Một tên vệ sĩ muốn giải thích. Này, không liên quan đến bọn họ, là tôi bắt bọn họ mặc kệ, bọn họ đã làm rất đáng chức trách, nếu không có bọn họ thì tôi đã sớm phiền chết người rồi. Thư Tịnh nói tốt cho hai tên vệ sĩ. Được rồi, tạm thời tôi không so đo với hai anh. Thư Tịnh nói như vậy thì Hạ Thiên cũng không mắng hai tên vệ sĩ, hắn quỳ đầu nhìn nàng. Vợ Tịnh Tịnh, đám ngu ngốc kia có phải đang gây náo loạn ở nhà chị không? Bây giờ chúng ta đi qua. Thôi bỏ, bọn họ náo loạn vài ngày sẽ đi thôi. Thư Tịnh có chút bất đắc dĩ, nàng cũng rất tức giận nhưng không có biện pháp. Người ta dù sao cũng đã chết, bây giờ nàng không dám nói, nếu bị người đời nói là mất nhân tính, làm không tốt còn bị nhiều người nói này nọ. Sao lại bỏ qua? Hạ Thiên rất bất mãn. Đám ngu ngốc này dám ức hiếp vợ tôi, nếu tôi không đánh, sợ rằng bọn họ tưởng rằng tôi dễ ức hiếp. Chương 820, cho chị tiêu vặt. Biết vì sao tôi chẳng tìm cậu không? Vì tôi biết cậu đến là sẽ đánh người. Thư Tịnh tức giận nói. Lần trước tôi chỉ nói một câu mà bị người ta đưa lên mạng, sau đó cả đám người mắng tôi, nói tôi máu lạnh, nói tôi là loại vô tình, còn có người gửi tin nhắn mắng tôi. Bây giờ nếu cậu đi đánh người, nhất định sẽ có rất nhiều người mắng tôi, nói không chừng ba đời cũng bị người ta lôi ra, bị người mắng chửi. Sao lại như vậy, những chuyện này tôi cũng không hoàn toàn biết rõ. Hạ Thiên bĩu môi. Hơn nữa nếu bọn họ dám lên mạng mắng tôi sẽ cho Tiểu Yêu Tinh hack sạch máy tính của bọn họ. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi hỏi. Đúng rồi, vợ Tịnh Tịnh, chị nói cho tôi biết, trên mạng có người mắng chị sao? Bây giờ tôi sẽ điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh, để bọn họ hack sạch đám người này. Cậu cũng đừng khoác lác, nói như người ta là đệ nhất hacker thế giới không bằng. Thư Tịnh tức giận nói. Tôi thì không phải, nhưng Tiểu Yêu Tinh thì đúng là như vậy. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tiểu Yêu Tinh là ai? Mạc Văn Tịnh dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Là hacker đệ nhất thế giới, cũng là vợ của tôi. Hạ Thiên trả lời. Mạc Văn Tịnh chợt ngẩn ngơ, thật hay giả vậy. Nếu người khác nói những lời như vậy thì Mạc Văn Tịnh chắc chắn sẽ không tin, nhưng Hạ Thiên nói thì hình như có vẻ là thật, nàng không khỏi không tin. Lần trước hắn nói sẽ giúp đám thành viên bóng rổ tìm được vợ, sau đó sự việc thành hiện thực, tuy bây giờ có vài đôi phân ra, nhưng cũng còn vài đôi bảo trì mối quan hệ. Hừ, để tôi điện thoại trực tiếp cho Tiểu Yêu Tinh. Hạ Thiên lấy điện thoại ra rồi bấm số của Tiểu Yêu Tinh. Sau đó hắn bảo nàng tìm đám người mắng Thư Tịnh trên mạng, hack sạch máy tính của bọn họ. Tiểu Yêu Tinh mỗi ngày chẳng có niềm vui gì ngoài chuyện hack máy tính người khác, tất nhiên nàng cảm thấy cầu còn chưa được, vì thế mà đồng ý ngay. Làm cứ như thật. Thư Tịnh lầm bầm một câu, rõ ràng nàng còn chưa tin Hạ Thiên thật sự quen biết với hacker đệ nhất thế giới. Vợ Tịnh Tịnh, đám người mắng chị sẽ nhanh chóng bị hack thôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Bây giờ cô đưa tôi đi tìm người nhà Trần Kiệt, tôi sẽ cho bọn họ một trận. Tôi không đưa cậu đi. Thư Tịnh tức giận nói. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ Tịnh Tịnh, sao chị có thể như vậy? Chị là vợ tôi, chị không thể bị người ta ức hiếp được. Chị bị ức hiếp, không chỉ là chị mất mặt, tôi cũng mất mặt. Không ai biết rõ cậu mất mặt cái gì? Thư Tịnh khẽ hừ một tiếng. Thư Tịnh, bạn nên cho Hạ Thiên giúp đỡ. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt, bạn cũng không thể trốn tránh ở chỗ mình mãi được. Mạc Văn Tịnh không nhịn được nói. Này, bạn chê mình phiền phức có phải không? Thư Tịnh thở phì phò nói. Không, tuyệt đối không, mình chỉ cảm thấy sự việc này nên giải quyết, đây không phải chuyện của riêng bạn, cũng là chuyện của cả nhà bạn. Bây giờ người ta đã biết nhà bạn ở đâu, bạn trốn ở đây, ba mẹ bạn biết trốn đi đâu. Mạc Văn Tịnh nhanh chóng nói. Bây giờ bạn không thể đi học, ba mẹ bạn còn có thể đi làm sao? Việc này nếu không được giải quyết thì cả nhà bạn sẽ không được yên tĩnh. Thư Tịnh không nói gì, nàng biết rõ Mạc Văn Tịnh nói không sai, dù nàng có thể trốn đi thì cha mẹ cũng khó trốn.
nhưng nàng thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào để giải quyết vấn đề này. Này, cậu muốn hỗ trợ thật sao? Một lát sau Thư Tịnh nhìn Hạ Thiên rồi hỏi. Đúng vậy, tôi cố ý đến đây vì giúp chị. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Được rồi, cậu cho tôi mượn 1 triệu. Thư Tịnh mở miệng nói. Vợ Tịnh Tịnh, không phải chị muốn cho đám ngu ngốc kia 1 triệu đấy chứ? Hạ Thiên không khỏi hỏi, đối với hắn thì 1 triệu không là vấn đề là ở chỗ vợ hắn bị người ta ức hiếp. Tóm lại cậu cho tôi mượn 1 triệu là được, cậu quan tâm tôi lấy làm gì cho mệt. Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu đừng nói mình không có tiền, tôi biết rõ cậu sẽ có. Hạ Thiên tất nhiên là có tiền, nhưng vấn đề là hắn không muốn cho tiền người ta không như vậy, không phải không muốn cho Thư Tịnh, hắn chỉ không muốn cho đám người ức hiếp nàng. Đám ngu ngốc kia ức hiếp vợ hắn, bây giờ vợ hắn còn phải ngoan ngoãn dâng tiền lên, điều này sao có thể? Những chuyện này tuyệt đối không thể để phát sinh. Được rồi, chị nói số tài khoản, tôi sẽ nói người chuyển tiền. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý. Thư Tịnh lấy ra một thẻ ngân hàng đưa cho Hạ Thiên. Chuyển đến số này. Hạ Thiên lập tức điện thoại cho Tiền Đa Đa. Tôi cho anh một số tài khoản, anh chuyển vào đó cho tôi 10 triệu. Không có vấn đề. Tiền Đa Đa lập tức đồng ý, hắn vừa báo cáo số thu chi vừa thực hiện lệnh chuyển tiền. 2 phút sau hắn nói với Hạ Thiên tiền đã được chuyển đến. Vợ Tịnh Tịnh, trả lại cho chị. Hạ Thiên trả thẻ lại cho Thư Tịnh. Thư Tịnh nhận thẻ, sau đó lập tức có tin nhắn đến điện thoại, nàng mở ra xem và lập tức hoảng sợ. Này, cậu chuyển vào bao nhiêu vậy? 10 triệu. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cậu. Thư Tịnh chợt lắp bắp. Cậu chuyển nhiều cho tôi như vậy làm gì? Tôi chỉ muốn 1 triệu. Cho chị tiêu vặt. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Mạc Văn Tịnh ở bên cạnh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Thư Tịnh, cái gì gọi là châu bò. Đây mới coi là số 1. Tùy tiên cho người đẹp 10 triệu tiêu vặt, điều này chẳng phải có tiền là làm được, Hạ Thiên quả nhiên không phải hào phóng tầm thường. Thư Tịnh chợt sững sờ, người này nhiều tiền tiêu chẳng hết sao. Tùy tiện đã cho nàng 10 triệu, nàng lập tức trở thành triệu phú. Lúc này sợ rằng làm vợ bé là cái chắc rồi. Thư Tịnh có chút buồn bực, người này nhét cho nàng quá nhiều tiền, coi như mua lại nàng. Thư Tịnh thật sự hiểu lầm Hạ Thiên, hắn thật sự cho nàng tiền tiêu vặt. 3 giờ hắn có 20 tỷ, 10 triệu trả là gì? Hạ Thiên cũng không muốn cho Thư Tịnh đi trả cho đám người kia 1 triệu, nhưng hắn phát hiện Thư Tịnh cũng không cho hắn đi theo, vì vậy trước tiên hắn chỉ có thể đưa tiền cho nàng, đợi nàng đi đưa tiền cho đối phương, hắn sẽ cho đối phương một trận no đòn, chút giận cho vợ. Nhưng Thư Tịnh giống như cũng phát hiện ra tính toán của Hạ Thiên, nàng tuy nhận được tiền nhưng không đi về nhà, nàng tiếp tục đi dạo trong khuôn viên Đại học Sư phạm Giang Hải. Đi dạo một lúc thì Hạ Thiên gặp người quen. Ủa, anh rể, sao anh lại ở đây? Liễu Vân Anh đi đến, nàng thấy Hạ Thiên thì rất ngạc nhiên. Lúc này 2 thành viên câu lạc bộ máy bay cũng đi bên cạnh Liễu Vân Anh, 2 nàng thầm cảm thấy chị của Liễu Vân Anh quá đáng thương, anh bạn Hạ Thiên này rõ ràng quen thói trăng hoa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 820.